Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật Cung Kính Ngưỡng Báy Bạch Trên Hòa Thường Kính Thưa Toàn Thể Quý Đạo Tràng Phật Tử Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm kỷ hợi là ngày khóa tu lần thứ 107 tại nơi tịnh nghiệp Đạo Tràng Niệm Phật Chùa Long Thành mà toàn thể đạo tràng chúng con được hân hoan cung nghinh hòa thượng chứng tích quan lâm về nơi đạo tràng để ban bố một dòng sửa pháp để cho chúng con làm nơi hành trang làm những tư lương để tiến tu trên đường học phật giải thoát và nơi pháp tòa chúng con thành kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng phật tử hòa thượng đào hiệu thích minh thành ủy viên ban quản pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban quản pháp giáo hội phật giáo việt nam thành phố cần thơ xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể đạo tràng phật tử và giờ đây nơi đạo tràng chúng con sẽ ca nghiêm như pháp chúng con thành kính bái thỉnh trên hòa thượng thùy từ ban bố đôi lời giáo pháp đến toàn thể đạo tràng chúng con để ưng chiêm phước lạc nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm ứng quán thế âm bồ tát tác đại chứng minh À, kính thưa đại đức trụ trì cùng với toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng hôm nay à, có thể là hơn ba năm rồi à, chúng tôi không có dịp để trở lại cái mái ấm tình thương của Long Thành cũng không có dịp để mà gặp gỡ trao đổi với toàn thể quý Phật tử về cái uh, những lời dạy bảo những lời sách tấn của Đức Phật hôm nay đủ duyên lành chúng tôi đến gặp toàn thể đạo tràng thì tất cả chúng ta cùng với nhau Trang Nghiêm thanh tịnh và chúng ta cùng đem trái tim của mình để cúng dường lên cho Đức Phật thì uh, trong cuộc sống hàng ngày uh, không phải đương không mà quý phật tử uh, chúng ta tìm đến đạo tràng hoặc là chúng ta tu học không phải đương không mà chúng ta có nhiều lý do để mà chúng ta bước đến đạo tràng lắm có những cái lý do nó rất là đơn sơ, nó mộc mạc, nó chất phát, nó rất là dễ thương. Có nghĩa rằng là bây giờ đó là con thích nghe lời Phật dạy, con thích theo dấu chân của Phật thì con đến đạo tràng thôi. Rồi có những cái mà nguyên nhân Thí dụ như là cuộc đời nó mang đến cho mình nhiều khổ đau cay đắng quá Rồi mình cũng tìm đến đạo Phật Hoặc là số phận của mình nó nghiệt ngã quá Rồi mình cũng tìm đến đạo Phật để mà mình làm cho nó vơi đi để trong cuộc sống này Đức Phật gọi đó là cái biển khổ của cuộc đời mà quý Phật tử Còn tất cả chúng ta giống như là những cái chiếc thuyền con đang lên đơn trên biển khổ của cuộc đời Mà cái biển khổ thì làm sao mà không dậy sống phải không Còn bản thân của mình là một chiếc thuyền nhỏ thôi Thành ra rồi nó sống cả của cuộc đời nó cứ nổi lên hoài Nó làm cho con thuyền bản thân của chúng ta nó cứ trong trên nó cứ lên đơn như thế hoài phải không cho nên quy y tam bảo có nghĩa là Mình là một cánh bườm nhỏ Mình tìm cái bến đổ bình yên Trong đạo tràng chùa Long Thành Tất cả chúng ta đều mặc áo tràng hết Có Phật tử nào chưa quy y tam bảo không? Có không? Nguyên một đạo tràng của chúng ta đã quy y tam bảo hết rồi Đó chính là cái mà chúng ta phải đáng mừng Và đáng khen và đáng tán thán bản thân mình Quý Phật tử ơi quy y tam bảo Không phải cái chỉ là cầm cái miếng giấy đem về cái miếng giấy đó là cái mà gọi là cái điệp quy y không phải không phải cầm cái miếng giấy về đâu cái miếng giấy đó chỉ là cái hình thức để chứng minh rằng chúng con đã quy y phật quy y pháp quy y tăng nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái tâm tư của mình mình hướng về phật như thế nào tâm tư của mình hướng về pháp như thế nào tâm tư của mình hướng về tăng như thế nào đó mới là cái điều quan trọng trong sống cả trong biển cả của cuộc đời cho nên đó, mình quy y tam bảo tức là mình tìm về cái bến đổ của bình yên mình để cho tất cả chúng ta thân và tâm nó mới được bình yên quý phật tử à còn nếu không đó quý phật tử ơi mình sống ở đây mình vô trong chùa cũng bị sống nổi sống nổi gió mà ở ngoài đời cũng nổi sống nổi gió đạo tràng của mình có khi nào vô long thành tu mà nổi sống nổi gió hơn quý phật tử mô phật khi có khi không chứ không phải là không không đâu Thí dụ bữa nay mình không có Nhưng mà biết đâu chừng cái khóa tu lần sau Mình nổi sóng nổi gió rồi làm sao Nổi sóng nổi gió đó quý Phật tử ơi Tức là gây lộn với nhau Chửi lộn với nhau Giận hờn với nhau nói xấu lẫn nhau Ngoe ngoảy bỏ sách đại đi về Đó là mình đã nổi sóng nổi gió rồi đó quý Phật tử Mặc áo tràng nhưng mà quên thân phận của mình Khi mà mình mặc áo tràng Quý Phật tử ơi Cái linh hồn của mình trở thành một đó hoa sen rồi đó Hiểu không? Chứ phải mặc áo tràng là cái miếng giải nó vô tri vô giá khoát lên trong người của mình để mà cho nó đồng phục, để cho nó kính đáo không phải. Mà chiếc áo tràng lam cái điều đầu tiên hết đó chính là người bạn đồng tu của mình và khi mình mặc áo tràng vô là tâm của mình đã biến thành hoa sen. Cho nên đạo tràng của chúng ta trên dưới khoảng 160 Phật tử. Quý Phật tử ơi là trên dưới 160 hoa sen ngồi trong đạo tràng này rồi. Chúng ta là những đó lam hiền Những cái hoa sen tinh khiết đó quý Phật tử Chứ không phải mặc áo tràng vô để rồi Cái là mình ngồi mình cho nó ngay hàng thẳng lối Ngồi cho nó đẹp đâu Có nhiều người mặc áo tràng chê áo tràng Mình xấu khoái áo tràng người ta đẹp Cứ cứ chạy lại hỏi áo này chị Mai ở đâu Giải này chị mua ở đâu Như vậy thì không phải rồi quý Phật tử Mặc áo tràng vô thì chiếc áo tràng đó là người bạn đồng tu của mình Quý Phật tử hiểu không Cho nên hôm nay đó buổi sáng này Thầy gặp gỡ với quý Phật tử muốn tâm sự với quý phật tử muốn trao gửi với quý phật tử một vài vấn đề của Phật pháp để làm hành trang cho quý phật tử trên cái lộ trình để chúng ta tiến tu về Phật cái lộ trình tuy rằng là nó nó không ngắn cũng không dài nhưng mà nó ngắn đối với những cái tâm hồn nào tinh tấn mà nó dài đối với những những tâm hồn nào mà nó cứ uh, tà tà từ từ phải không quý phật tử nó sẽ dài đi cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể đạo tràng của Mấy ấm tình thương long thành của chúng ta cái đề tài được mang tên là tâm bình dạng sự bình trên cái con đường đi về phật đó quý phật tử thật sự ra nó là một cái con đường mà gọi là vô lối tức là con đường nó nó không có không có thấy con đường không phải bằng cát đá xi măng con đường không phải là đường đất hay là đường nhựa gì cả một con đường không có đường một con đường đó không phải đặt chân mình đi lên trên đó được mà con đường đó mình đi bằng cái tâm của mình đó quý phật tử cái tâm của mình tinh tấn nhiều chừng nào thì con đường đi về phật của mình nhiều chừng đấy cái tâm của mình mà đi theo dấu chân của phật thì mình đi đúng con đường về phật cho nên con đường đó là con đường độc đạo tức là một con đường một duy nhất mà thôi cho nên mình đi đó một con đường duy nhất, quý Phật tử ơi, mình dễ lầm lẫn lắm. Trong con đường đó đó nó có những cái gọi là cái con đường ngã rẽ, ngã tư, ngã sáu, ngã bảy, ngã năm, có cái bùng binh mua ngàn lối rẽ luôn quý Phật tử à. Cho nên trên đoạn đường đi về Phật đó coi chừng tất cả chúng ta lạc lối hết. Người tu của mình dễ lạc lối lắm, thí dụ như mình ngồi mình tu nè, thí dụ như đó, mặc áo tràng lam, ngồi lễ Phật, đánh lễ Phật, con hôm nay bạch đức thế tôn con đảnh lễ phật con cầu cho con mau hết bệnh con cầu cho con bán nhà được lạc lối rồi đó mình không phải mình đảnh lễ với phật để mình xin một vấn đề nào cả thấy không quý phật tử nhưng mà cái tâm của mình phải làm sao tâm của mình bình thì cả dạng sự này đều bình hết còn cái tâm của mình không bình thì dạng sự làm sao nó bình lặng được cho nên cái tâm mình an thì tất cả mọi việc xung quanh mình tự nhiên nó an thôi quý phật tử mà tâm bình an là gì? Là Phật Phật là gì? Phật là bình Phật là gì? Phật là an Vậy thì bình an chính là Phật Cho nên mình đi theo dấu chân của Phật Tức là đi theo dấu chân của bình an Mà tâm của mình đã bình an rồi Quý Phật tử ơi Không bao giờ nó có những cái chuyện mà lũng cũng xảy ra Mà bây giờ lỡ có lũng cũng xảy ra Mà tâm của mình vẫn giữ được cái trạng thái an bình Thì quý Phật tử ơi Một cái việc lộn xộn bên ngoài từ từ nó sẽ mất hết Thầy nói ví dụ thôi nha Mình bị bệnh bị bệnh ngặt nghèo lắm, rồi đau đớn, rồi mình nhăn nhó, mình rên rỉ, thí dụ vậy, mà càng đau đớn, càng nhăn nhó, càng rên rỉ, bệnh càng nhiều. Thấy không quý Phật tử, giống như mình ngồi lên trên chiếc xuồng vậy đó, mà chiếc 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 vỏ lạng nó chạy ngang chiếc xuồng bị sóng đánh nó nhấp nhô, nó lắc lư vậy nè. Nếu mà mình ngồi mình ngồi yên một chỗ thì vượt qua cơn sóng đó, mà mình sợ quá mình lắc bên này mình lắc bên kia, chìm xuồng, đúng không quý Phật tử? cho nên khi mà mình gặp cái cơn bệnh của mình tức là con thuyền bản thân của chúng ta đang bị sống của cuộc đời sống bệnh của cuộc đời nó làm cho con thuyền của mình nó lắc lư thì tâm của mình đừng có lắc lư theo càng lắc lư theo nhiều chừng nào cái bệnh của mình càng nhiều chừng nấy bệnh một thì nó thành hai bệnh hai nó sẽ thành bốn cho nên quý phật tử mà khi bị bệnh rồi tâm của mình phải bình an một chút tâm của mình an định giống như con thuyền con chiếc xuồng mà nó bị sóng lắc gì nè mình cứ ngồi yên một chỗ đi thì tự nhiên nó vượt qua cơn cơn sóng đó tâm của mình bình đi khi mà cơ thể mình bị bệnh rồi mình nhắm mắt lại chắp tay lên trên ngực của mình rồi mình nói thầm trong bụng của mình lại mẹ quan thế âm bệnh là sự thử thách của phật Phật muốn coi con bệnh mà con có tinh tấn hay không Hiểu không Cho nên khi mình bị bệnh Mình phải lắng lòng và mình tự tâm sự với mình Mình nói chuyện với mình Và mình lại mẹ quan thế âm của mình Bệnh là gì là sự thử thách của Phật Đó Làm người mà không tật bệnh Thì tham dục dễ sanh với Phật tử hiểu không Cho nên bệnh chỉ là sự thử thách thôi trong bốn nguyên lý cơ bản của cuộc đời là sanh lão bệnh tử làm người phải có bệnh đức phật còn có bệnh Đạt Ma Sư Tổ cũng có bệnh Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh cũng có bệnh Ai cũng có bệnh cả Cho nên bản thân mình đều có bệnh Phải không quý Phật tử Cho nên bệnh là chuyện bình thường Nhưng mà quan trọng tâm của mình đừng có bị bệnh theo thân Hiểu không Cái mà quý Phật tử Chúng ta hay bị mà cứ bằng là bị bị lạc lối đó Cái thân mình bệnh ít mà cái tâm mình nó bệnh nhiều thầy nói thí dụ cho quý phật tử thân mình bệnh ít tâm bình bệnh nhiều biết sao không mình nằm mình bị bệnh đi quý huynh đệ đông vậy nè mà mình bị bệnh mình cho hay hết rồi đó mà mình nằm trong bệnh viện vậy đó mà không ai vô thăm hết cái bắt đầu cái tâm của mình muốn bệnh theo rồi cái bệnh của thân thì nó ít mà cái bệnh của mình buồn cái bệnh của mình tuổi nó nhiều hơn đó, quý phật tử nó làm cho con con chiếc xuồng của mình bị lỡ bị chìm đó quý phật tử Thấy không, cho nên bệnh là gì, hãy nở một nụ cười đi thì tất cả cơn bệnh nó đi qua hết. Đức Phật Dược Sư gọi cái thế giới của chúng ta là gì? Là bệnh xứ. Đức Phật Dược Sư gọi Cái cõi ta bà của mình là bệnh xứ, còn quý Phật tử ngồi trong đây là gì? Bệnh chúng. Hiểu không? Tất cả chúng ta ở trong đây đều là bệnh chúng hết là chúng sanh bệnh đó, hiểu không? Trong đạo tràng của mái ấm Long Thành quý Phật tử có công nhận mình bị bệnh không? Ngồi trong đây thân bệnh tâm bệnh đủ thứ bệnh hết. Có người bệnh con mắt, có người bệnh lỗ tai, có người bệnh lỗ mũi, có người bệnh cái miệng cái lưỡi, có người bệnh cái thân, có người ở bệnh cái đầu, có người bệnh cái, cái, cái ở trong ruột gan phèo phổi của mình. Ai cũng bị bệnh hết phải không quý Phật tử? Cho nên bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh con mắt, thí dụ như con mắt của mình bị nhậm, con mắt của mình nó bị mờ, con mắt của mình nó bị cườm, đó là bệnh con mắt. Đó là bệnh thứ nhất bệnh thứ hai con mắt của mình hay dồm hay ngó hay liếc hay trợn hay trừng đó là bệnh thứ hai trong đạo tràng của mình có hai cái bệnh đó không mô phật có sao mà không dám nhận cái bệnh của mình vậy mình lại bác sĩ mình khám bác sĩ thì mình nói cái bệnh của mình ra người ta mới biết người ta cho thuốc chứ phải không đừng có giấu mấy cái bệnh đó của mình quý phật tử à lỗ tai của mình cũng bị bệnh nữa thí dụ như bây giờ người ta phê bình mình đúng mình bực mình lắm mà mình khoái người ta khen mình hơn Khen giả cũng được nữa mà khoái người ta khen Cái mặt xấu quắc mà người ta khen đẹp gái Cũng chịu nữa Hiểu không quý Phật tử? Cái lỗ tai mình bị bệnh rồi đó Ngoài những cái bệnh cái lỗ tai của mình Ví dụ như là bị uh, uh, Bị thúi lỗ tai Hoặc là bị uh, mà, mà mà lỡ lỗ tai ví dụ vậy Ngoài những cái bệnh lỗ tai đó nó còn những cái bệnh Tức là không thích người ta Phê bình mà khoái người ta cứ khen tặng Mình hoài Đó là cái lỗ tai khoái nghe chuyện của người khác nữa Hiểu không quý Phật tử? Thầy hỏi thiệt trong đạo tràng của mình Quý Phật tử có ai mà Không thích nghe chuyện của người ta không Có không, quý Phật tử Mô Phật có Có những người không thích Nhưng mà đại đa số chúng ta đều thích hết đối quý Phật tử à Nhưng mà có một số người ta không thích đâu Thầy kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Có một cô Phật tử đó mới có 9-10 tuổi gì thôi Ngồi chung sinh hoạt quý Phật tử vậy nè Thì mấy cái người Phật tử lớn Cứ cô này nói xấu chú kia Chú kia cứ kể tội cô này Trong sinh hoạt mà Ngồi say xưa kể tội lụng tội lẫn nhau Tự nhiên nhìn lại thấy cái cô Phật tử Mới có 10 tuổi này mất tiêu Mà ở trên Lâm Đồng Đà Lạt mà tự nhiên mất tiêu Sợ quá tối mà Chạy đi kiếm quá trời kiếm luôn Thì ra cô ấy đi xuống suối Đi xuống suối thì tất cả quý Phật tử thấy cô bé ngồi dưới suối mà cũng khoát nước lên cổ rửa cái lỗ tai của cổ Thì mấy huynh trưởng đồ hỏi sao mà con xuống đây mà con đi rửa đi xuống dưới suối mà không cho hay Mà xuống đây làm gì giờ này Nói là con nghe trên đây nè mấy bác huynh trưởng mấy anh huynh trưởng cứ nói xấu lẫn nhau hoài Con sợ dơ lỗ tai của con cho nên con xuống suối con rửa Thấy không quý Phật tử một lời cảnh tỉnh như vậy đó quý Phật tử à cho nên mình cũng vậy có đôi khi mình cũng khoái lắm mình khoái nghe lỗi của người ta mà mình quên hễ mà nghe lỗi người ta là lỗ tai của mình đầy rác. Nói lỗi của người ta là cái miệng của mình đầy rác. Nhìn nó lỗi của người ta là con mắt của mình đầy rác. Bây giờ giờ kiểm tra coi con mắt của mình có rác không, lỗ tai của mình có rác hay không, miệng của mình có rác hay không. Cho nên quý Phật tử đi chùa có thấy hình bốn chú tiểu đó, một chú tiểu bịt mắt, một chú tiểu bịt lỗ tai, một chú tiểu bịt miệng và một chú tiểu nhắm mắt lại. Bịt mắt là gì không thấy lỗi của người Bịt lỗ tai là gì không nghe lỗi của người Bịt cái miệng là không nói lỗi của người Ngồi nhắm mắt tư duy là gì không chất chứa lỗi của người Đi chùa phải có đủ tứ không như vậy đó Hiểu không quý Phật tử Thì như vậy tâm của mình nó bình yên Mà tâm của mình bình yên thì dạng sự xung quanh mình nó bình yên thôi Quý Phật tử ơi không phải cái gì mà nó đương không nó đến với mình đâu Thí dụ như bây giờ thầy nói nè Người ta tự nhiên người ta lợi người ta chửi mình Cái mình nói tự nhiên là con đang đứng nó chửi con Quý Phật tử nên nhớ đó, Người ta đến chửi mình đó là cái gì Là cái quả cuối cùng Mà cái nhân mình đã gieo rồi Quý Phật tử hiểu không Cái nhân mình gieo bỏ vô một cái ly Một giọt nước Nhân mình gieo bỏ vô một giọt nước Nhưng mà nó chưa tràn Đến một ngày nào đó cái giọt nước nó đủ tràn cái ly ra Thì mình bị người ta chửi nhưng mà hàng ngày của mình Mình cũng đã từng chửi người ta Mình không phải chửi mà cứ bằng là Mình chửi tan tác người ta Không phải chửi như là tác nước vô mặt người ta Mà mình nói xấu người ta Thí dụ như ba bốn người là cái bắt đầu nó tâm tôi nói thiệt với chị nghe cái bà nó tôi không tin tưởng miếng nào hết đó ngày trai mà tôi thấy bà ngồi trong cái quán mà bà bánh canh giò heo bà ăn là tôi thấy gõ gàng luôn nè tức là mỗi một ngày mình đi nói xấu người ta như vậy tức là mình đã bỏ trong tâm của mình một giọt nước rồi đó Tới chừng mà lâu ngày chạy tháng Cái tâm của mình nó chứa đầy Cái ly nước nó tràn ra Tự nhiên một ngày kia mình bị người ta chửi mình một cách sẵn sả Thì quý Phật tử nên nhớ Không có cái gì mà tự nhiên hết nghe quý Phật tử Mà do mình tạo Hiểu không? Mình tạo từ chút, từ chút, từ chút Rồi nó chất dứa trong đây Đến một ngày nào đó nó thành ra một cái thiệt là lớn Cái bắt đầu mình bị người ta chửi thôi Cho nên khi mà mình bị người ta chửi Quý Phật tử hãy nhắm đôi mắt lại Đứng yên, đừng bao giờ giận Thầy khuyên quý Phật tử khi bị người ta chửi đứng yên đừng bao giờ giận Bởi vì người ta đang liện rác vô mình Hiểu không? Người ta chửi tức là người ta miệng người ta phun rác vô mình đó Là con của Phật đừng khồm xuống lụm rác đó đem về nhà Đã là con của Phật rồi thì ôm bông sen đi về nhà Chứ không khồm xuống lụm mấy cái miếng rác từ trong cái miệng của cái bà đó phun ra hiểu không quý phật tử như vậy thì tâm của mình an thì dạng sự xung quanh của mình nó mới an được quý phật tử à đứng yên nhắm mắt lại lại mẹ quan thế âm không phải tự nhiên bà ấy chửi con nhân quả trùng trùng duyên khởi từ quá khứ cho đến hiện tại chắc có lẽ con đã từng gieo cái nhân quả nó tích lũy trong tâm con cho đến ngày hôm nay nó đã trở thành quả lớn cho nên bà ấy mới chửi con con lại mẹ quan thế âm con xin trả cái món nợ ân tình này cho bà ấy với tâm quan hỷ mình phải tự nói với lòng mình như vậy đó quý phật tử à như vậy để cho lòng của mình nó bình an mà tâm của mình bình an rồi thì tự nhiên thế giới xung quanh mình bình an quý phật tử nghe lời thầy đi tự mình nói một câu như vậy đi bà ấy tự nhiên bà đứng bà chửi mình vài ba câu rồi tự nhiên bà quay về hả người ta mang quà đến cho mình mà mình không nhận thì ta ôm cái quà đó đi về đúng không quý phật tử người ta đến người ta chửi mình mà mình không nhận thì người ta ôm một đống nó đi về người ta phun rác vô mình mà mình không lụm thì người ta ôm người ta đem về chứ mắc mớ gì hiểu không cho nên là con của phật rồi thì đừng bao giờ ôm rác rưởi của thế gian để mang về nhà ở đây tất cả chúng ta có một cái bệnh lớn lắm lụm rác đem về chia cho con cháu mới ghê chứ hiểu không tự nhiên ngoe ngoẩy gì đó rồi cái bắt đầu không kịp cởi áo tràng luôn bắt đầu xách cái đải đi về te te vậy đó thầy chủ trì hỏi sao cô bỏ tu nửa chừng vậy nó nó chữ con có chồng á thầy tụi nó chữ con có chồng á rồi bắt đầu ngoe ngoẩy đi về về xong rồi cái mặt mày hầm hầm vậy đó về cái nói bà ngoại ơi mấy đứa cháu ngoại nó nói ngoại ngoại sao ngoại đi vô chùa long thành mà sao cái mặt của ngoại bí sĩ vậy ngoại Mấy, mấy 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 con mẻ chửi tao trống á rồi cái bắt đầu kể lễ cho cháu mình đứa miếng miếng ôm một đống rác rồi chia cho cháu nội một miếng rác chia cháu ngoại một miếng rác chia cho cả nhà ai cũng có rác hết quý phật tử xong rồi cái bắt đầu ôm rác mà no cháu nội cháu ngoại dọn cơm lên kêu ngoại ơi ăn đi tao giận nó tao no rồi thế ông ôm rác không ăn cơm ôm rác để no tối ngủ cũng vậy nữa không ôm bông sen để ngủ trằn trọc suốt đêm vậy cái sáng sao hôm nay tao tao không ngủ được luôn tao nhắm mắt cái tao thấy cái mặt của nó rồi quý phật tử ơi không ôm bông sen để ngủ một giấc ngủ an lành mà quý phật tử có ôm rác để mà chúng ta trằn trọc suốt đêm cái đó quý phật tử có thương mình hay không mình không có thương mình một miếng nào hết quý phật tử cho nên từ đây trở về sau đừng có nói lòng từ bi là thương yêu chúng sinh lòng từ bi là tất cả chúng ta phải biết thương mình cái đã hiểu không còn mình không biết thương mình là kể như quý phật tử ơi tất cả chúng ta không có lòng từ bi mà mình không có thương mình có nghĩa là gì mình lụm rác đem về là không thương mình rồi rồi mình ôm rác đó cái mình không ăn mình ghét mình không mình không ngủ mình không có thương mình đâu cho nên tất cả chúng ta kể từ giờ phút này phải cố gắng phải biết thương mình phải không tâm an dạng sự an tâm bình dạng sự bình thì như vậy đó quý phật tử người ta chửi mình quý phật tử ơi không có cái gì gọi là đương không mà người ta chửi mình đâu mình phải có gieo cái nhân như thế nào người ta mới mang đến cái 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 quả cho mình như thế đó từ đây trở về sau là con của phật rồi khi mà bị cái bà đó bà đứng bà đến bà chửi mình hoài quý phật tử đứng yên nhắm mắt lại và nói thầm ở trong bụng mình lại mẹ quan thế âm con đến chùa long thành là con trồng cây bồ đề cho nên hôm nay ông đó bà đó cô đó chửi con Có nghĩa là ông đó bà đó cô đó Đang dung phân cho cây bồ đề của con Còn người ta khen mình Thí dụ như người ta nói Trời ơi con nhỏ này nó còn nhỏ mà Nó có căn tu ta ơi Nó vô nó niệm Phật hay quá luôn Con nhỏ này tu tốt nè đó, bà hai ơi bà tu mới có mấy ngày Mà cái mặt của bà giống bà tiên quá Bà hai ơi người ta khen mình Đừng có dội cười đừng có dội mừng mà cũng đứng lại và nói lại mẹ Quang Thế Âm Con đến chùa Long Thành này Đạo tràng Long Thành là con trồng cây bồ đề Hôm nay ông ấy bãi Cô ấy khen tặng con tán tháng con Tức là ông ấy cô ấy bãi Đang tưới nước cho cây bồ đề của con Hiểu không quý Phật tử Cho nên mình sống như vậy đó Thì tâm của mình mới được an Mà tâm của mình an rồi Thế giới cũng an Mà dạng sự xung quanh mình cũng an Bản thân của mình cũng an Thân và tâm của mình cũng an còn đằng này quý Phật tử ơi mình tu Mà quý Phật tử cứ để cho bất an nó cứ đến hoài Mình tu mà không giống như trong kinh phổ môn Đạo tràng chùa Long Thành có khi nào tụng kinh phổ môn không? Lúc bấy giờ Ngài vô tận ý Bồ Tát Từ chỗ ngồi đứng dậy trịch đáo bài giai đó Có đọc cái không? Nghĩ thời vô tận ý Bồ Tát Tức tùng tôi khởi thiên đảng hữu kiên hiệp dưỡng hướng Phật di tác thị ngôn đó Có đọc kinh đó không? À, trong kinh phổ môn Đức Phật có dạy Vào nước nước không nhấn chìm Vào lửa lửa không đốt cháy đặng thì quý Phật tử ơi cái tâm của mình an rồi đó Gặp nước, nước không làm cho mình chìm Gặp lửa, lửa không làm cho mình bị cháy phỏng Mà nước nào và lửa nào Khi cái tâm của mình đã được, được an rồi Lửa sân không đốt cháy được công đức của mình Hiểu không quý Phật tử Bà đó bà chửi mình, mình có mình có chửi, mình có giận bà không Bà đem lửa lại trước mặt mình đó Nhưng mà mình không có, không có lấy cái lửa của bà để đốt mình Ở đây cái đạo tràng của mình đó, Đức Phật gọi là si không phải riêng Long Thành Mà tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này Có cái chữ si Tức là người ta đem lửa tới Người ta chưa đốt mình Mà mình nhảy vô cái đống lửa của người ta Để mình tự thiêu đó quý Phật tử à. Hiểu không? Người ta mới cầm lửa lại thôi Ví dụ như người ta lại người ta nói Trời cái mặt của bà này Bà mặc áo tràng vô cái áo ra Cái áo cái mặt của bà ra cái mặt Bà nói kể người ta Cái tự nhiên mình sân lên Tức là mình lấy lửa của bà Mà tự đốt công đức của mình không? Ổn không quý Phật tử? Tu không biết bao nhiêu đạo tràng rồi Bà đem cái lửa lại bà chưa có đốt mình, chưa có đụng mình, bà nói chưa có ảnh hưởng gì đến công đức của mình hết, cái tự nhiên lấy cái lửa của bà cái đốt công đức của mình hết. Vậy thì mình vào lửa lửa cháy rồi đó quý Phật tử. Cho người người con của của Phật rồi thì phải làm sao? Phổ môn mới được. Phổ môn thị hiện, chữ phổ là gì? Mở rộng ra. Chữ môn là cánh cửa của trái tim. Hiểu không quý Phật tử? cho nên phổ môn là gì mở cửa trái tim cho nó rộng ra tức là muốn mở cửa trái tim cho nó rộng ra là phải biết yêu thương tất cả mọi người rồi tha thứ cho tất cả mọi người rồi buông bỏ với tất cả còn đằng này quý phật tử ơi mình cứ đóng cửa trái tim của mình lại hoài luôn cho nên đó mình không thương không ghét không có gì hết đối với người ta thấy người ta khổ đóng cửa lại luôn mặc kệ nó thành ra quý phật tử ơi như vậy thì cửa trái tim của mình cứ đóng lại hoài thì quý phật tử sẽ bị lửa nó đốt đó quý phật tử à khi mà quý Phật tử đóng cửa không cho bụi bặm nó vào trong nhà mình Thì ánh sáng Phật Pháp cũng đứng ở ngoài cửa luôn Hiểu không? Cho nên đóng cửa trái tim của mình rồi đó quý Phật tử ơi Thì mua ngàn ánh sáng yêu thương Mua ngàn ánh sáng của Phật Pháp cũng đứng ở ngoài cửa Và cuối cùng rồi chúng ta bưng bít Và chúng ta sanh vào chốn địa ngục A Tỳ đó Không có thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng cho nên Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải hiểu cái điều đó mới được Là con của Phật rồi thì phải cố gắng Đừng bao giờ để cho tất cả những cái mà cái cái người ta gọi là gì ta Những cái mà gọi là cái biến cố của cuộc đời Nó làm cho tâm hồn của mình xào xáo đi Bản thân của mình là con của Phật rồi Quý Phật tử ơi con của Phật thì con nhà tông hỏng giống lông cũng giống cánh Phải không? Mình con của Phật rồi hỏng giống ít cũng không, không giống nhiều cũng phải giống ít chút chứ Thấy không Còn đằng này quý Phật tử quy y Phật Trong máu của mình, trong tiêu của mình có máu của Phật Mình là con của Phật Mà máu của Phật không có Thì kể như máu của ma nó dãy đầy đó quý Phật tử à đó, Cho nên rồi á Trong cái thế giới này là cái thế giới bệnh hoạn Mà bản thân của chúng ta Là những cái chúng sanh bệnh hoạn mình đi vào trong chùa là gì để kiểm tra cái bệnh hoạn của mình để mà mình tìm thuốc mình uống còn đằng này quý Phật tử ơi, mỗi một buổi sáng, mỗi một tháng ở đây quý Phật tử một tháng tu một lần hay một tháng tu mấy lần? Một tháng tu hai lần có nghĩa là quý Phật tử hay lắm đó, một tháng đi khám bệnh hai lần là ngon quá rồi. Phải không? Một tháng vô đây khám bệnh hai lần mà quan trọng nhất đó là đi khám bệnh mà về có uống thuốc không? Đó bữa nay nè, bữa nay cái hương cái vị thuốc, cái liều thuốc tên là tâm bình dạng sự bình uống vô mới được hiểu không uống cái thuốc tâm bình vạn sự bình uống vô đi quý phật tử à mình uống cái thuốc đó thì tâm của mình mới bình mà tâm của mình bình thân của mình an liền quý phật tử à cái tâm của mình nó được bình thì thân của mình nó được an tâm của mình bình thế giới được an tâm của mình bình vạn sự được an tâm của mình bình gia đình mình được an tâm mình bình rồi hàng xóm của mình được an tâm mình bình đạo tràng của mình được an quý phật tử Nguyên một đạo tràng này mà cái tâm bình hết Quý Phật tử ơi Thì quý Phật tử để dễ thấy lắm Cái tâm của mình mà nguyên một đạo tràng này mà mà bình hết Thì thế giới này gọi là cực lạc rồi Tại vì sao vậy Tâm mình bình thế giới bình Tâm mình an thế giới an Tâm của mình nó đã bình an rồi Thế giới này là an dưỡng quốc không Thấy không An dưỡng quốc được thu nhỏ lại nơi đây Thầy nói cho quý Phật tử nghe Không cần mình phải cầu sanh về cõi Tây Phương cực lạc Chi cho nó xa cái điều quan trọng là con của phật rồi mình phải có một cái đôi tai mạnh mẽ tức là bi trí dũng chữ bi là gì từ bi hỷ xã bốn cái trí là gì phước trí nhị nghiêm cái dũng của mình là gì tinh tấn gia dũng mạnh cho nên là con của phật rồi mình phải có từ bi hỷ xã bốn cái đó cái đã từ bi là gì yêu thương hỷ xã là gì tha thứ rồi Lòng của người con Phật Vũ khí của người con Phật Phải có yêu thương và tha thứ đầu tiên hết Phải có trí tuệ là phước trí nhị nghiêm Con tu phước mà con huệ nữa Chứ không phải con tu phước không Có nhiều người đó quý Phật tử ơi Thích vô bếp nấu, nấu cơm Thích quét sân chùa chúng thích tụng kinh Có người thì thích tụng kinh mà không thích công quả Quý Phật tử ơi Hai cái cái nào cũng trật hết Cái người mà khoái vô tụng kinh mà không khoái công quả Tức là cái người đó có cái máu làm biến chút biết không Vô ngồi tụng kinh cho nó dễ Cho nó sạch sẽ Vô công quả mù Mình mẩy nó ra mồ hô Nó dơ giấy quá Còn cái người không chịu gò bó Tức là ngồi ở dưới tụng kinh Để khổ phải ngồi xếp bằng mặt áo tràng Lên chánh điện Ngồi cục hoài mệt lắm Cho nên cái người đó cũng làm biến luôn Cho nên mình là phải phước trí nhị nghiêm Công phu tức là công quả Công quả tức là công phu Cho nên mình phải làm sao Mình vừa công quả Mà mình cũng phải công phu điều đẳng mới được chứ không phải rằng là mình thích cái này mình bỏ cái kia đã gọi là phước trí nhị nghiêm mà cho nên mình làm phước phải có trí tuệ mình tu huệ phải có phải có cái phước mới được chứ tu huệ mà không có phước là kể như rồi đời rồi thầy nói ví dụ như bây giờ quý phật tử ngồi tụng kinh là tu huệ đó nhưng không có phước bây giờ mình ngồi mình tụng kinh mà mình bực mình cái bàn ngồi sau lưng mình Bà ngồi sau lưng mình đó mà bà tụng thiệt lớn mà bà tụng ngang chàng cái bắt đầu bực mình liền trời với con mẹ này Bà tụng ngang chàng bả năm sau lưng chiến sĩ không mà bà tụng thiệt lớn ngồi nghe tụng không được với bà luôn. Cái mình phiền não, thấy không? Vậy thì mình đang tu huệ mà mất phước rồi. Cho nên mình làm sao mình tu huệ mà cái lỗ tai của mình đừng gắn vô cái miệng của bà. Hiểu không quý Phật tử? Cái lỗ của chúng ta là ngồi tụng kinh mà lấy cái lỗ tai của mình gắn vô cái miệng của của chúng sanh không à? Cho nên ngồi tụng trên đây chứ cái lỗ tai gắn vô cái miệng bà này Lấy vô tay gắn vô miệng bà kia Thành ra người ta tụng cái bắt đầu bực mình liền hả Phải không? Cho nên mình như vậy mình tu huệ mà lại thiếu phước Còn có những người làm phước mà không có huệ Thầy nói ví dụ như đi phóng sanh Làm phước mà không có huệ Đi phóng sanh mà hùng tiền phóng sanh là sai Đi phóng sanh mà thông báo cái chỗ phóng sanh Giờ giấc cái chỗ phóng sanh sai Đi phóng sanh mà đi đặt cá là sai Đi phóng sanh mà mua cá mà gọi là cá giống các con mà đi phóng sanh là sai Đi phóng sanh mà đi mua cá ở trong hồ người ta nuôi Trong ao người ta nuôi đi ra phóng sanh ngoài sông là sai Cho nên như vậy làm phước mà không có huệ Quý Phật tử ơi mình đi phóng sanh mà mình thông báo cái ngày, cái giờ, cái giấc đó tôi tới đó Ngày đó 8 giờ sáng ở bờ sông này kia ngay chỗ mà cồn tiên đó Ngay chỗ đó có tàu ra chỗ đó 8 giờ phóng sanh ngay đó Quý Phật tử thông báo như vậy Quý Phật tử ơi là quý Phật tử đã viết cái bản cáo phó cho cá rồi hiểu không Mình phóng sanh xuống cái là nó bơi xuồng xung quanh nó chích điện Chích điện là có mấy con cá nổi bụng lên hết cá con đó nó, nó 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 ở trong cái cái chỗ mà chạy cá giống nó mua cá con về thả quý phật tử ơi làm mồi cho con cá khác chứ mình phóng sanh gì mà con cá nuôi trong ao rồi hồi nào tới giờ nó đâu có chịu nổ cái dòng nước chảy đâu mà tới giờ ăn người ta cho ăn tới giờ uống ngủ người ta cho ngủ nó đâu có biết đi tìm thức ăn nó đâu có cái khả năng sinh tồn của nó đâu đi mua con cá nuôi đi ra mà thả ngoài sông tức là giết nó rồi là giết nó rồi đó quý phật tử Thành ra quý Phật tử đi phóng sanh mà không có huệ là như vậy đó Thấy không? Đi phóng sanh mà đi đặt người ta bắt về cho mình Quý Phật tử ơi là phóng sanh vậy là sai Phóng sanh là tự mình đi phóng sanh Cho tôi gửi 500 ngàn phóng sanh dùm tôi nghe Sai Phóng sanh không có giữ tiền, thủ quỷ không có Thầy nói ví dụ như bây giờ gom cái quỹ Thí dụ như là được 5 triệu Rồi bữa nay lấy 5 triệu này đi phóng sanh Đi ra chợ Vĩnh Long mua hết luôn là trăm 4 triệu chín rồi 4 triệu 900 ngàn là hết cá rồi Phóng sanh còn dương trăm ngàn Không thông báo cho cái 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 hội của mình biết Giữ một trăm ngàn trong túi mà quên mà xài mà không thông báo Tức là uống máu của chúng sinh rồi Tại vì tiền đó là tiền của chúng sinh Tiền phóng sanh mà quý Phật tử Cho nên coi chừng thủ quỷ mà của cái hội phóng sanh Coi chừng nữa quý Phật tử ơi Mình làm việc phước mà mất huệ của mình hết làm cái việc phước mà không thành phước, đi phóng sanh chim cũng vậy, đi vô trong chùa mấy ngày tết lớn gầm dí cái bắt đầu thấy người ta phóng sanh một trăm con cái kiểu đây cũng phóng sanh trăm con, rồi cái kêu người ta đem trăm con chim lại phóng sanh, quý phật tử ơi như vậy đó, rồi cái ở nhà nó có một cái lồng chim nó gắn con chim mồi ở nhà nó, nó đem vô sân chùa này cái bắt đầu lại tôi thả trăm con thả trăm con bay về cái lồng đó cái mình thấy vậy ờ à, cho tuôn trăm con nữa đi tôi phóng xanh cái nó về nó lấy cái lòng không này nè về nó gắn chim mồi qua nó xách cái 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 cái, cái lòng mình nãy nó mới 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 thả ra nó bắt vô đó đem ra đây cái bắt đầu mình thả thả nó bay vô nữa mà nó làm như vậy thả ra bắt vô thả ra bắt vô từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều mấy con chim nó đuối luôn nó nói không biết mấy cái bà mấy cái ông mặc áo tràng lam ở trong chùa không hiểu sao mà cứ thả ra rồi bắt vô hoài không kịp uống một miếng nước không kịp ăn một hột lúa luôn nữa rồi quý Phật tử ơi, 6 giờ sáng con chim nó mạnh nó bay, tới 6 giờ chiều nó bay hết nổi nó bay là đà dưới đất đó. Rồi hồi sáng nó cái bàn tay thiên thủ thiên nhãn của một vị Bồ Tát thả nó lên như thế này mạnh mẽ vô cùng, rồi buổi chiều đó cũng cái bàn chân của vị Bồ Tát đó dẫm lên thân thể của nó một cách tàn tan nát hết luôn. Tới chiều nó bay đâu có nổi, không ăn không uống mà. Như vậy là bức tử chúng sanh chứ không phải là phóng sanh, hiểu chưa quý Phật tử? Cho nên mình làm sao cho cuộc đời của mình cái tư tưởng của mình phải được an Thì chúng sanh mới được an quý Phật tử Còn mình làm như vậy đó là mình không có Không có đủ phước huệ song tu Đó gọi thêm một cái bên đây nữa là Không có tinh tấn và dũng mãnh Quý Phật tử là tinh tấn và dũng mãnh Có nghĩa là gì thầy nãy giờ thầy nói rồi Bệnh tức là hãy tinh tấn và dũng mãnh lên Lại mẹ quan Thế Âm Cuộc đời này không có ai không bệnh cả Đức Thế Tôn cũng còn bệnh luôn nữa Cho nên Bạch Đức Thế Tôn Bệnh là sự thử thách của Ngài Xong Nở một nụ cười của mãn nguyện Phải không Bệnh là sự thử thách của Phật thôi Khi con khỏe thì con tin tấn cỡ này Mà bây giờ Phật kêu con bệnh Để coi coi con có co, co đủ lòng tin tấn hay không đó, giống như bây giờ mình đang nằm vậy đó cái sáng hôm nay là mùng 2 nè đó cái bắt đầu gọi là hồi chiều hôm qua mùng 1 khỏe dữ lắm luôn ngủ giấc tới 5 giờ sáng thức dậy sao nó ngày ngợt trong người quá vậy ta nó muốn bệnh quá thôi nghĩ ta chắc bữa nay không vô long thành tu được rồi thì lúc bấy giờ đối quý phật tử phải làm sao ngồi dậy lại mẹ quan thế âm bệnh là sự thử thách của phật coi phật coi con coi có đủ sức tinh tấn để vượt qua hay không lúc bấy giờ nó cái con ma trong tâm của mình nó nói thôi bà hai ơi bà già rồi bệnh nhiều lắm tu đâu phải một ngày một bữa đâu cho nên nó bữa nay tu không được thì ngày mai tu tháng này tu không được thì tháng sau tu thôi không khỏe trong mình ở nhà nghỉ đi nó gù rì nó thỏ thẻ cái bộ khoái chí rồi cái ngủ luôn còn mình phải làm sao có trí tuệ của mình Có sự tinh tấn, có sự dũng mãnh của mình Mình ngồi dậy và mình trả lời với, với tâm của mình liền Từ xưa tới giờ ý thức ơi tôi đã chiều chuộng ý thức nhiều quá rồi Ý thức muốn tôi ngủ thì tôi ngủ, muốn tôi ăn thì tôi ăn Muốn cho tôi đi sách giỏ đi về tôi không tu nữa thì tôi cũng nghe lời Tôi luôn chiều ý thức nhiều lắm Nhưng mà lần này ý thức Đừng bao giờ bắt tôi phải đi theo ý thức nữa Rồi ngồi dậy Xúc miệng rửa mặt Rồi mặc áo vô đi mà bước ra khỏi cái nhà mình đi đến chùa tự nhiên hết bệnh thấy không quý Phật tử tại vì bệnh là một sự thử thách thôi cho nên mình vô trong đây mình ngồi mình bệnh mình cũng chấp nhận luôn nữa cái quan trọng mà mình không nghe được Phật pháp cái bệnh nó mới lớn còn cái bệnh nhỏ nhỏ không nhầm gì đâu quý Phật tử à. hiểu chưa cho nên đó mình phải có đầy đủ bi trí và dũng thì nhắc lại bi có nghĩa là cái gọi là từ bi và hỷ xã tức là yêu thương và tha thứ trí là gì là phước trí nhị nghiêm tu phước phải có huệ tu huệ phải có phước còn dũng là gì là sự tinh tấn và sự dũng mãnh của mình trong kinh địa tạng có đức phật tên là sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai hiểu không đó là dũng nó quý phật tử đó ở trong cái hồng danh bảo sám có nam mô tinh tấn dũng mãnh phật đó hiểu không mình lại phật hồng danh đó thì quý phật tử thấy đó chính là những cái mà quý phật tử cần phải có để tâm của mình nó luôn luôn lúc nào cũng bình an để cho thế giới xung quanh của mình được bình an đức phật dược sư gọi cái thế giới của mình là bệnh xứ, còn tất cả chúng ta đều là bệnh chúng cả quý phật tử ơi đông phương giáo chủ là gì đông phương giáo chủ có nghĩa là gì là dược sư chữ đông phương là mặt trời mọc là một ngày mới là ngủ thức dậy là khởi động là đi làm gọi là đông phương mà mình khởi động mình đi đâu dược sư đi vô trong bệnh viện chứ gì phải không đông phương dược sư là khởi động đi vô trong bệnh viện để trị bệnh của mình trong con người của chúng ta nó có nhiều bệnh lắm nhưng mà thầy kể cho quý phật tử nghe năm cái bệnh cơ bản thôi sáu cái bệnh cơ bản tham sân si mạng nghi ác kiến thấy không tham sân si mạng nghi ác kiến đó là sáu cái bệnh của mình đó cho nên ở đây quý phật tử có tham không mô phật có có sân không mô phật có có si mê không mô phật có có ngã mạng không có luôn có nghi ngờ không? Có luôn Không biết con niệm Phật vậy mà Sau này con có được giảng sanh hay không nữa Nghi, nghi ngờ Ác kiến nữa quý Phật tử à Thấy không? Ác kiến Thầy nói ví dụ thôi nghe Mình đi ăn chay trường Mà lỡ mà lỡ nhà bạn của mình đó Nó lấy cái chén mà Cái chén không phải chén sạch Cái chén hàng ngày nó ăn cơm Nó nó dọn cái chén cái ăn mặn của nó Mà nó rửa sạch rồi Dọn chén ăn mặn ra Rồi cái dĩa ăn mặn Cái tô ăn mặn ra Nó múc đồ chai Nó, nó cho mình ăn Không được đồ này đồ mặn dọn ăn nghe mùi chịu không nổi cái đó là ác kiến đó quý phật tử mình ăn chay là mình ăn cái đồ chay còn có đồ đựng mắc mớ gì kệ nó đi tâm phải phóng khoáng lên một chút đừng có dính mắc gọi là giới cấm thủ hiểu không cái ác kiến là gì thân kiến biên kiến rồi kiến thủ giới cấm thủ và tà kiến Quý Phật tử ơi đừng có ngại mấy cái chuyện đó Thầy đây nói gì sao Từ đây hãy để tâm của mình rất là nhẹ nhàng Êm ái, rộng rãi, mênh mông, bao dung và độ lượng Đừng có bao giờ dính mắt vào tất cả những cái đó Thầy nói ví dụ mình ăn chay Bữa nay rằm ăn chay Sáng đi vô ăn bún rồi Ăn bún riêu Ăn xong mới chợt nhớ trời bữa nay rằm mà quên ta thì trưa ăn chay chiều ăn chay chứ đừng có bao giờ mà quên ăn chay buổi sáng mà bỏ luôn buổi trưa buổi chiều hiểu không từ đây về sau phải nhớ ăn chay không phải là mình tính toán với phật ăn chay không phải là cái gì cả mà ăn chay là để cho bao tử của mình bớt đi xương thịt của chúng sinh cho nên lỡ buổi sáng kệ nó đi buổi trưa ăn chay buổi chiều ăn chay kệ buổi sáng không cần thiết ăn chay như vậy mới đúng nghĩa của nó chứ đừng có nói là tờ ăn chay mà lỡ ăn mặn vô rồi nó không trong sạch không có thanh tịnh sai rồi mình bỏ luôn nguyên ngày nó mới không sạch á mình ăn mặn nguyên ngày luôn nó mới là không thanh tịnh con này lỡ buổi sáng kệ nó đi Buổi trưa ăn chay buổi chiều con ăn chay tiếp Nhớ ngài quý Phật tử Đừng có bao giờ dính vào cái cái kiến thủ đó nữa Đừng dính vào cái giới cấm thủ đó nữa Hiểu không? Ăn chay uh, Trời ơi để hành để tổ chi Tôi ăn chay tôi không ăn cái đó Sai rồi quý Phật tử Thầy nói cho quý Phật tử nghe Ăn chay ngày xưa đó Đức Phật vẫn xài hành hẹ tỏi nén gừng dữ lắm luôn cái món đồ ăn của Ấn Độ quý Phật tử nào có đi Ấn Độ thì biết liền hiểu không tất cả rừng tỏi ớt đủ thứ trong đó hết đó nhưng mà khi mà đạo Phật của, của của Ấn Độ mà đi du nhập qua Trung Quốc rồi đó quý Phật tử thì qua Trung Quốc thầy nói cho quý Phật tử nghe là khi đi qua Trung Quốc đó tức gọi là bắt truyền đó thì vẫn còn ăn thịt nha gọi là ăn tịnh nhục Tức là cái thịt đó mình lụm ở ngoài đường, ngoài rừng, ngoài xá Con cọp nó giật con nai, bỏ một miếng gì đó Lụm cái món đó, cái miếng đó về ăn Tức là không có tự tay mình giết cái thứ hai nữa đó là món đó mình không thấy khi nó bị giết Cái điều thứ ba nữa không nghe tiếng nó la khi nó bị giết Cho nước Phật gọi là tam tịnh nhục Cho phép ăn Cho nên khi mà truyền ở ở phương phương Nam Truyền qua Ấn Độ nè truyền qua tích lan truyền qua myanmar truyền qua thái lan lào campuchia thì vẫn giữ ăn thịt như thế thôi gò bắc truyền cũng ăn thịt luôn nhưng mà khi đi qua mông cổ xuống trung quốc thì gặp trung quốc có cái đạo tiên tức là trang tử với lão tử cái đạo này nó chỉ ăn rau rừng thôi uống nước suối ăn rau rừng cho nên đạo phật muốn phát triển tại trung quốc thì cũng phải ăn rau hiểu không Chứ mình phát triển mà mình đi ăn mặn như người đâu có bằng đạo của người ta Cho nên từ đó Phật giáo thay đổi là không ăn thịt nữa mà ăn chay Để cho nó phù hợp với tiên đạo của Trung Quốc Tức là trang tử với lão tử Rồi ở bên Trung Quốc nó có một cái đạo nữa gọi là lỗ ban Người ta không có xài tội Tại người ta tu bùa chú mà tao có xài tội Cho nên đạo Phật của mình muốn phát triển ở tại Trung Quốc thì không ăn tội Tức là cử luôn ngủ dị tân hành hạ tội nén hương cừ Phải không? Chứ thật sự ra hành hẹ tội nén không có tội Hiểu không quý Phật tử? Nó là những cái chất gọi là chất đề kháng Quý Phật tử tu mình ăn chay mà mình không ăn hành hẹ tội nén Quý Phật tử ơi bệnh rề rề luôn không phải thầy suối đâu nhưng mà đó là những chất kháng của mình đề kháng thầy nói ví dụ như bây giờ nhà người ta có đám ma trước cửa ngang cửa nhà mình có cái đám ma Quý Phật tử ơi Củ hành tay quý Phật tử sắc diễn 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 ra Để có gì trong dĩa đó Rồi để trước cửa mình á Để cho nó kháng Nó kháng cái âm khí Hiểu không Mình con nít cũng vậy nữa Thì khi mà trái, trái gió chở trời Chuyển mùa này kia đó Sắc củ hành tay để trong nhà của mình Thì nó sẽ giúp cho con nít không có bị cảm sốt gì cả Nó kháng Nó dạy nó nó, nó, nó diệt trùng diệt khuẩn đó quý Phật tử Đâu có sao đâu Cho nên mình ăn chay mình phải hiểu cái chỗ nào không làm hành hạ tổ nén Thì cũng được Mà lỡ người ta làm có hành hạ tổ nén Cũng được Đừng có bao giờ để cái tâm của mình Nó dính mắt, nó bực mình, nó phiền não Như vậy tâm mình mới được an Mà tâm của mình nó an rồi Thân thể mình an, thế giới xung quanh mình an Và tất cả bạn bè của mình đều an Gia đình của mình cũng bình an luôn quý Phật tử Thầy nói cho quý Phật tử nghe mình đi chùa nè Tại sao á, mình cứ thắc mắc con đi chùa Con lại Phật Mà gia đình con nó cứ lộn xộn hoài quý phật tử ơi cái lộn xộn trong tâm của mình mà mình quên để ý mình đi vô trong chùa tâm của mình cứ lộn xộn hoài mình vô trong đây cái mình để ý bà kia đó trời ơi sao mà tôi vô trong đây tôi đâu có xin cái này xin cái kia bả cứ vô bả gặp thầy bả xin hoài một cái chuyện lộn xộn hai vô trong chùa tự nhiên buồn tuổi ngồi ngoài băng đá cũng đồng thời mình phật tử đi chùa mà thầy chủ trì thương cái chú đó nhiều quá ghét mình thương ống nhiều hơn thương mình này kia cái bắt đầu buồn tuổi đó là tâm của mình lộn xộn rồi đó quý phật tử thấy không mình vô trong chùa cái bắt đầu cái ăn cơm cái mình nói bên ai cơm ai nấu hơi khê bên ai cơm ai kho hơi mặn bên ai cơm ai nấu canh nó hơi hơi nhừ quá thí dụ vậy tâm của mình lộn xộn rồi quý phật tử Xong rồi cái bắt đầu cái ví dụ như đám vỗ đám quả ngay chùa Long Thành này đó cái bắt đầu cái thầy cho người bịch đem cái bánh ít đem về nhà lấy thảo. Bịch xong xu cái thầy ơi con con xin bịch nữa con xin dùng cái cô kế nhà con. Trời ơi xin thêm một bịch nữa là tâm lộn xộn rồi. Chừng nào có mặt thì người ta cho, còn người ta cho mình một bịch thì nhận một bịch, ai có mặt thì nhận, đừng có xin cho cháu ngoại, đừng có xin cho cháu nội, sai rồi quý Phật tử. Thì như vậy đó nó có những cái lộn xộn trong tâm của mình như vậy hoài, rồi về nhà gia đình của mình cứ lộn xộn là mình cứ nói là đi chùa, chùa hỏng linh Tôi nói thiệt tôi không từ đây về sao tôi không đi chùa đâu Đi chùa gì đâu mà gia đình tôi nó lộn xộn hoài Đâu phải đi chùa mà gia đình mình lộn xộn Mà tại vì tâm lộn xộn của mình ở trong chùa hiểu không Rồi nó làm cho gia đình của mình nó cứ xào xáo nó lộn xộn hoài Hỏi vậy với quý Phật tử Mình đi chùa là mình đem cái niềm vui về cho gia đình Mà mình đi chùa mà cứ phiền não hoài mỗi lần mình đi chùa mình ôm một cục phiền não về gửi trong nhà mỗi lần đi chùa ôm một cục phiền não về trong nhà cuối cùng cái phiền não đó bắt đầu nó dậy sống ở trong gia đình của mình cái bắt đầu mình đổ thừa tại tôi đi chùa mà gia đình tôi mới lộn xộn tại mình mình đem mấy cái lộn xộn gì nhà hiểu không từ đây trở về sau vô trong chùa là buông hết trước khi đi về buông hết bước vào trong chùa tất cả những cái ngoài đời cái áo gì đó áo bác sĩ áo kỹ sư áo thầy giáo áo nhà nghèo áo công nhân lao động công nhân quét đường người đó tất cả các chiếc áo đó máng ngoài cổng chùa long thành đi vào trong đây với chiếc áo tràng lam bình đẳng như nhau còn đi về rồi quý phật tử ơi tất cả những cái gì của chùa của thế gian để lại ngoài cổng chùa đi về nhà với tâm bình yên và an lạc thì như vậy đó cuộc sống của mình mất rồi mới mới được bình yên và an lạc quý phật tử à chứ còn mà mình tu đó thầy nói thiệt với quý phật tử nghe tu hoài luôn tu tới già tu tới chết càng tu nhiều chừng nào quý phật tử càng bất an nhiều chừng nấy thấy không tu chừng nào bệnh nhiều chừng nấy đó quý phật tử thầy nói thiệt bây giờ đang ngồi tu đây chứ là đang bệnh không đó đạo tràng của mình đang bệnh hết đó quý phật tử thấy không thầy nói cái điều thứ nhất này là bệnh mệt mỏi hồi nào tới giờ đó cái ý thức của mình nó, nó, nó biết lợi dụng mình lắm ví dụ như bây giờ ấy, nó nói là đúng tiếng đồng hồ tôi cho bà nghe tiếng hồ đó mà hãy mà gần gần một tiếng đồng hồ còn khoảng 10 phút nó đúng một tiếng cái bắt đầu ấy, nó làm cho mỗi cái chân nó nhức cái lưng rồi nó bắt đầu nó làm nó báo đó. thấy không rồi cái bắt đầu đúng một tiếng đồng hồ nó mà xong thầy giảng sư ổng chưa dứt ta cái bắt đầu làm cho con mắt mình ngủ nó suối mình vậy đó quý phật tử mình phải làm sao thắng nó mới được từ xưa tới giờ hãy mà nó kêu mình ngủ là quý phật tử cứ ngủ nó kêu mình nhất là quý phật tử cứ so chân so cẳng hoài mình cứ nuông chiều nó từ xưa cho tới bây giờ cái điều quan trọng muốn tâm mình được bình an Hãy Một lần la nó một cái Hiểu không? Mình la nó một cái Thầy ví dụ cho quý Phật tử nghe nè Có cái anh chàng này, anh phát nguyện ăn chay Hồi nào giờ ăn nhậu dữ lắm Nhưng mà thấy vợ đi chùa Ăn chay trường, anh cũng phát nguyện ăn chay trường luôn Ăn được một tháng rồi quý Phật tử <laughs> Bữa đó anh nói với bà vợ nó em ơi chắc anh xuống núi quá ăn tháng xong mà nó quải dữ luôn rồi chắc xuống núi quá à. bữa nay thèm đồ mặn rồi vợ hỏi thèm cái gì nói tự nhiên thèm bánh mì hai cái trứng gà ốp la với nước tương vậy thôi à rồi con vợ cũng thấy vậy thôi kệ nó đi chồng mình nào giờ nó ăn mặn luôn rượu bữa nay nó nó muốn ngã mặn mà thôi kệ đi nó ăn chay được tháng cũng mừng rồi chiên hai cái trứng ốp, ốp la để dĩa đó bánh mì đó nước tương đó rồi nó cũng ngồi chung với chồng coi chồng nó ăn làm sao Chồng cầm ổ bánh mì chai nước tương dĩa trứng gà ốp la đi vô toilet Trúc hai cái trứng gà ốp la vô cái lỗ cầu Xé bánh mì nhỏ nhỏ thảy vô lỗ cầu xịt nước tương vô lỗ cầu anh mới nói là ý thức mày thèm ăn mặn mà chung vô lỗ cầu mày ăn đi tao ăn chay hiểu không ý thầy muốn nói đó là mình phải có một lần mình phải biết la cái ý thức của mình một chút biết cảnh tỉnh ý thức của mình một chút chứ cái gì mình cũng nuông chiều nó nuông chiều nó hoài thì làm sao tâm bình thế giới bình tâm an dạng sự an được quý Phật tử. Nó nuông chiều nó hoài như vậy thì mãi mãi trong cuộc đời của mình luôn luôn lúc nào nó cũng là tên nô lệ cho ý thức hết. Ý thức nó nói ngủ đi, cái bắt đầu con mắt nhắm lại. Ý thức nó nói chuẩn bị ngủ nha, cái miệng hạ ra, cứ vậy hoài luôn mình cứ nghe lời ý thức. Chuẩn bị ngủ nha, cái miệng ngáp ra vậy mà mỗi lần cái miệng ngáp ra vậy là con mắt nó bắt đầu nó hiếp lại. Nó cứ như vậy hoài rồi làm sao đây? Hãy chiến thắng nó một lần đi quý Phật tử Khi nó buồn ngủ giật mình và nói với lòng mình rằng Ý thức ơi từ xưa tới bây giờ Chúng ta đã từng ngủ rồi Ta nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ta đã ngủ rồi Ta ra lọt khỏi lòng mẹ Ta đã ngủ thêm một tháng nữa rồi Và cái từ cái tháng đó cho tới những tháng về sau Ta cứ bú rồi ngủ Bú rồi ngủ ta cứ ngủ hoài Còn khi lớn lên trong cuộc đời này Ta cũng ngủ vậy Ta ngủ nhiều lắm rồi Rồi bây giờ ta bước Ta bước vào trong đạo Ta giác ngộ Ta tìm tu Trong một tháng đó ba chục ngày Ta chỉ có hai ngày gần Phật thôi Hai mươi tám ngày kia Ta gần với chúng sanh Ta có gần Phật có hai ngày thôi Vậy mà gần Phật có hai ngày Mà ta vẫn tiếp tục ngủ nữa là chết rồi Thấy không Mình phải biết rầy nó một chút còn nếu không quý Phật tử ơi mình nuông chiều nó hoài thì cứ ngủ hoài luôn Trên pháp tòa ông thầy quyên thiên nói dưới đạo tràng Phật tử ngủ sạch trơn là tiêu rồi Thấy không Ngồi dưới mà cứ ngủ vậy hoài làm sao Thầy nói thiệt với quý Phật tử đó Ông giảng sư nào cũng vậy luôn Ngồi giảng cho quý Phật tử nghe Tức là lấy cái điện ở trong tâm của mình Truyền cho quý Phật tử nè chỉ cần quý Phật tử nhìn nở một nụ cười con mắt mà nó sáng quắc vậy đó Mà nhìn lên tức là nạp năng lượng lại cho ông giảng sư Ông giảng sư sẽ tiếp tục có đủ điện để nói nữa Còn mà giảng thao thao bất tuyệt giảng xong nhìn xuống nhắm mắt ngủ sạch hết mất điện không Mất không quý Phật tử Mất điện liền tự nhiên nhìn xuống cái trời ơi Mảnh ai nấy ngủ ngủ tại chỗ không rồi làm sao đủ điện mà nói đây mất điện liền cho nên quý Phật tử ơi, chỉ cần quý Phật tử nở một nụ cười thôi là quý Phật tử đã Giao thoa cái năng lượng với giảng sư rồi Cho nên nụ cười chính là năng lượng của Phật đó quý Phật tử à. Cho nên người nào tu mà có cười Tức là người đó ngon Năng lượng của Phật gia hộ Tu mà không thèm cười là kể như tiêu rồi Vô trong chùa tu đâu phải mà chăm bẩm cái mặt vậy gọi là trang nghiêm đâu Không phải tu là biết cười Một nụ cười của mình nó quý Phật tử nó có nhiều nhiều công dụng lắm Nụ cười thứ nhất là gì? Là giao, giao, giao tế Nụ cười của mình có cái công dụng thứ hai là gì Quý Phật tử ơi Tức là mình xả bỏ Nụ cười thứ ba là gì Quý Phật tử ơi Để cho tâm của mình nó bình an Nụ cười thứ tư Để xả stress trong lòng của mình Và cuối cùng Cái điều thứ năm là bớt bệnh Cái điều thứ sáu là gì Lâu già Hiểu không Cho nên đạo tràng của mình tu Thầy nhìn thấy đạo tràng của mình Nhiều khi già trước tuổi không mà Lý do Không chịu cười Cười đi chẳng cho nó, nó lâu dài một chút gì đâu mà cứ tu mà tu đức phật đâu có cấm mình cười đâu quý phật tử ông phật di lạc đứng ông cười hoài nó thấy không mình cười đi nụ cười nó chính là bình yên của tâm hồn đó quý phật tử à người nào không cười thì tâm hồn của mình không có bình yên đâu cho nên nó gặp mặt nhau mà cứ chăm bẩm mà gặp mặt nhau mà cứ sụ vậy hoài là chết rồi cho nên ông quyền diệu ông có nói ông đi về việt nam ông giảng mà ông vô trong đạo tràng nào mà ông thấy đạo tràng mà cứ cười với nhau hoài ông biết tu đúng đường rồi còn mà vô trong đây khỏi cần hỏi nó tu pháp môn gì Mà thấy bà đứng nơi ông đứng ngã Mà trụ sụ xuống gì hoài biết tu chợt đường rồi Đạo tràng chùa Long Thành có khi nào sụ sụ lại với nhau không Mô Phật khi có khi không Lúc có lúc không Khi có khi không hiểu không quý Phật tử Nhiều khi cũng sụ lắm quý Phật tử ơi Không phải sụ bằng miệng đâu Sụ bằng con mắt sụ bằng cái hành động của mình Thí dụ như ghét cái bà đó rồi Bà đi ngang mặt mình cứ nhìn xuống như này Không thêm dơm mát ghét tới mức độ vậy đó tức là mình đã sụ bằng con mắt rồi hoặc là sụ bằng cái miệng nè người ta lợi ta nói cô 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 thấy ông hai đâu không ôi ông đó tôi không có quan tâm tới thí dụ vậy đó mình sụ bằng cái miệng mình rồi cho nên tất cả chúng ta đều sụ như vậy hết thì năng lượng của phật ở đâu còn đâu cho nên đức phật di lạc dạy mình cười nở một nụ cười như vậy đó quý phật tử giúp cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình an trong cuộc sống cười không phải nhăn răng ra cười hoài đâu mà Đức Phật dạy mình là nụ cười như thị Cái nụ cười có một kiểu thấy không Có nghĩa là hồi tốt tôi còn trẻ Răng cỏ tôi đầy đủ tôi cũng cười cỡ đó Bữa nay tôi già mốm sợm Còn nếu không tôi cũng cười cỡ đó Hiểu chưa quý Phật tử Nụ cười như thị trong túi tôi có tiền tôi cười cũng vậy Mà bữa nay tôi hết tiền tôi không có tiền xài tôi cũng cười như vậy Tôi xấu tôi cũng cười như vậy Mà tôi đẹp tôi cũng cười như vậy tôi khỏe trong mình tôi cũng cười như vậy mà tôi vô trong bệnh viện tôi nhập viện tôi đang vô nước biển tôi cũng cười như vậy hiểu không quý phật tử đó là nụ cười như thị nụ cười mang đầy năng lượng của phật cho nên thầy mong rằng đạo tràng của long thành phải cố gắng làm sao nạp năng lượng cho cho chính bản thân mình nạp nụ cười trong đôi mắt để đôi mắt luôn biết cười nạp nụ cười trong cái miệng để cái miệng của mình luôn biết cười nạp nụ cười trong trái tim để trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng cũng biết cười hiểu không cho nên đạo tràng của chúng ta ở đây nè quý phật tử ơi nụ cười chính là cái phương thức để cho chúng ta được an tâm mà chúng ta được an tâm rồi thì dạng sự xung quanh mình cũng đều được bình an bản thân mình được bình an rồi gia đình mình được bình an quý phật tử ơi đó mới chính là cái hạnh nguyện của mình trên lộ trình về phật mỗi một lần mà chúng ta đi vào trong đạo tràng tu này nè quý phật tử chúng ta có ba điểm bình an điểm bình an thứ nhất khi mà quý Phật tử tu một cách trọn vẹn Tức là nghe Pháp từ hồi nãy tới giờ chưa có ngủ một miếng nào đó Tức là mình sẽ đầm được ba chỗ bình an Bình an thứ nhất là gì? Cha mẹ sanh ra con được bình an Cha mẹ của con đã sanh ra con Cho con được thân thể này Thì con tu trong đây Cái phần ba đầu tiên hết cha mẹ của con được bình an Những người sanh ra con được bình an Một phần ba thứ hai Những người mà con đã sanh ra họ Họ được bình an Tức là những đứa con của mình được bình an và người bình an thứ ba là chính bản thân của mình Hiểu không quý Phật tử Cho nên thầy nhắc ở đây đạo tràng ở Long Thành Tất cả các đạo tràng cũng vậy Đừng có bao giờ tu cái hồi hướng như tất cả chúng sinh Đừng, cái đó chỉ có Phật mới làm được thôi Hiểu không Chỉ có Phật mới làm được điều đó Bồ Tát mới làm được điều đó Lý do tại vì công đức của Phật là vô lượng Bồ Tát là gì Vô lượng công đức rồi Cho nên hồi hướng cho khắp Pháp giới chúng sanh được hết còn mình công đức của mình được bao nhiêu Mà mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh quý Phật tử Cho nên khi mà mình đi vô trong chùa Mình quét một cái sân chùa vừa xong Bạch Đức Thế Tôn hôm nay con vô chùa Con công quả con quét sân chùa Nguyện đem công đức này con chia làm ba chỗ Thứ nhất là con con hồi hướng công đức này Cho những người đã sanh ra con một phần ba thứ hai con hồi hướng cho những người mà con đã sanh ra họ Một phần ba cuối cùng con để dành cho bản thân con đó là mình phải hồi hướng cho ba nơi như vậy chứ đừng có hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh không có đủ đâu quý phật tử à hiểu không quét cái sân chuột có chút xíu mà hướng cho khắp pháp giới chúng sanh sao được con chén cơm mà kêu nguyên sớm lấy ăn sao ăn đây hiểu không cho nên cái sai của mình nhiều lắm cái bắt chước của mình không đúng quý phật tử cho nên đừng từ đây về sau không có hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh chừng nào nguyên một đạo tràng này nè Xong thời Pháp rồi nguyên một đạo tràng luôn cùng đứng dậy Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo Lý do là mình đứng dậy mình hồi hướng Là cái, cái bài Pháp của mình mình nghe Lòng quan hỷ của mình có hơn 160 Phật tử Có hơn 160 cái tấm hồn quan hỷ Mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh Ngồi chung với mình nghe Pháp ở đây nè Ở cổ vô hình đều được quan hỷ hết Hiểu không? Thì chỉ có nguyên một đạo tràng sau khi nghe Pháp Sau khi mà tụng kinh xong Thì chúng ta mới có đọc cái câu đó đọc chung Còn mà làm riêng của mình thì hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh Không có đâu nghe quý Phật tử Hồi làm riêng cho mình thì chỉ là công đức của con hôm nay Con chia làm ba chỗ Một phần ba đầu tiên Con xin cúng dường cho cha mẹ những người đã sanh ra con Một phần ba thứ hai Con xin tặng cho những người con đã sanh ra họ Tức là con cháu của mình một phần ba cuối cùng con để dành cho con quý Phật tử ơi để dành cho mình đi thì khi mình chết mình mới biết trước ngày giờ cũng giống như mình đặt dê xe vậy đó mình đặt trước một tháng đúng không gần tới một tháng đó xe chung chuyển nó lại nó rước mình đúng chưa quý Phật tử thì cũng như vậy mình phải để dành riêng công đức cho mình thì quý Phật tử ơi khi mà mình dành riêng cho mình xe phật nó đến rồi mình đặt đăng ký cái ghế xe rồi thì sau này xe chung chuyển nó sẽ đến rước mình Lúc bây giờ mình sẽ đến mình nói thầy chủ trì ơi, ngày mai xe chung chuyển rước con đi. Hiểu không? Xe chung chuyển rước con qua xe Phật. Đi về thế giới Tây Phương. Đó 11 giờ 45 xe nó tới nó rước nó thông báo rồi, nó điện thoại cho con rồi, hiểu không? Đó là biết trước ngày giờ đó. Nhưng mà phải hồi hướng công đức để dành cho mình mới được nghe quý Phật tử mình muốn đặt vé thì mình phải đưa tiền cho người ta chứ phải có dấu số điện thoại phải có chứng minh nhân dân này kia mình đặt vé cho người ta đúng không thì như vậy đó bắt đầu vô nói với đạo tràng ngày mai 11 giờ 45 tôi về Phật mấy chị em rảnh rảnh chạy vô thăm tôi tiễn tôi đi đoạn cuối của cuộc đời ví dụ vậy đó 10 giờ xong mới kêu cháu ngoại rồi con mua lá táo con mua bông con nấu cho ngoại một nồi nước đi rồi ngoại pha cho ấm ấm ngoại tắm Lấy áo bộ đồ lam mãi mới mai đó cho ngoại thai Mặc áo lam mặc áo tràng lên giường nằm Dạy con dạy cháu của mình Nếu sau này ngoại có về Phật Con cũng gắng đi chùa Long Thành Nghe con đi theo mấy cô mấy chú nha. Lúc bây giờ cái bắt đầu huynh đệ đồ tới thăm đó, trời ơi huynh đệ ơi 11 giờ rồi quý huynh đệ tới thăm tôi tu, tôi mừng lắm 11 giờ rưỡi tôi đi nha đó rồi xong xuôi quý huynh đệ ngồi chơi một hồi cái nói mấy huynh đệ ơi Mấy tỷ, mấy muội, mấy huynh, mấy đệ ơi, tôi chết với bàn chân rồi, tôi chết tới đầu gối rồi đó. Tôi chết lên tới bụng rồi nè. Thôi, quý huynh đệ ở lại nghe. Tôi đi rồi nở một nụ cười mãn nguyện bên câu Nam Mô A Di Đà Phật, chúc hơi thở sau cùng. Nhẹ nhàng không? Quý Phật tử tu để cho tâm của mình nó bình an như vậy. Tâm của mình nó bình an, thân của mình nó bình an như vậy, ai rồi cũng phải chết thôi quý Phật tử. Ai rồi cũng phải chết. Thầy nói thật luôn đó Cuộc đời này nó giống như là một toa tàu vậy đó Tuổi của mình nó giống như cái đường ray vậy đó Đường đường ray, một đường ray tròn khép kín vậy thôi Một vòng tròn, đường ray một vòng tròn thiệt là lớn vậy nè Nó khép kín Rồi chính giữa cái vòng tròn đó có một sân ga Có một nhà ga nhỏ Rồi cái ngày mà mình từ ngày, cái nhà ga nhỏ đó Mình bước lên cái toa tàu gọi là ngày sinh của mình Rồi toa tàu đó nó mới quay nó quay năm chín vòng, sáu chục vòng, sáu mốt vòng cái nó dừng lại xong sáu mốt vòng bước xuống to tàu gọi là tử hưởng thọ sáu mốt tuổi. Hiểu không? Mà nó quay bảy chục vòng thì bước xuống hưởng thọ bảy mươi tuổi. Nó mới bốn chục tuổi mà nó ngừng lại thì bước xuống sân ga hưởng dương bốn chục tuổi. Thí dụ vậy đó hiểu không quý Phật tử? Tùy theo mình đăng ký Cái lúc mình từ sân ga mình bước lên to Tôi đăng ký 40 dòng Tôi đăng ký 42 dòng Tôi đăng ký 80 dòng 82 dòng Tùy theo mình đăng ký Nhưng mà cái điều quan trọng rồi Ai cũng phải bước xuống sân ga Đúng không quý Phật tử Nhưng mà Mình bước xuống sân ga như thế nào Một bên có ba vị khách đón mình Một bên có hai vị khách không mời cũng đón mình Một bên ba vị khách là đức a di đà quán thế âm đại thế chí đón mình để mình bước xuống sân ga thì mình bước xuống sân ga mà lòng của mình nó làm sao thanh thản bước xuống sân ga tâm của mình bình an bước xuống sân ga mà chân của mình bước những cái bước chân tự tại thì quý phật tử ơi bồ tát quán thế âm bồ tát đại thế chí cùng với đấng từ tôn a di đà từ phụ phóng hào quang đón ta đi một cách bình yên và nhẹ nhàng còn nếu không đó mình đi đó mà mình cứ giật giờ chết mà không chịu chết phải không lưu liếng cái nhà lưu liếng vợ chồng con cái lưu liếng tiền bạc lưu liếng cái này lưu liếng cái kia rồi chết không ra chết cho nên rồi không chịu xuống xe to tàu nó ngừng lại rồi mà không chịu xuống xe cuối cùng rồi đó quý phật tử ơi di đà quan âm thế chí làm sao đón mình tại vì cái tâm của mình đâu có nhìn về hướng đó cái tâm của mình nhìn về hướng Phật Tâm của mình có Phật nhìn về hướng Phật Thì mới Phật mới đón mình được Còn cái này tâm mình nhìn về vật chất Nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ chồng, nhớ vợ Nhớ con, nhớ cái, nhớ bao nhiêu điều, điều, điều thế tục Cho nên rồi bước xuống sân ga Dùng dằn do dự không chịu bước xuống Cứ đeo theo chiếc tàu hoài Chết rồi mà không chịu chấp nhận mình chết Cuối cùng rồi quỷ vô thường Hai đứa nó nấu nụt đứa mặc áo trắng Một đứa mặc áo đen Nó quăng dây xích nó lôi mình về đất chết Thấy không? một xác chết đang trừng trừng đôi mắt mặt nhăn nheo xanh ngắt lạnh màu da quỷ vô thường đứng chực đó không xa quăng dây xích lôi ta về đất chết thấy không một xác chết đang trừng trừng đôi mắt lúc mình chết rồi đối quý phật tử không chịu nhắm mắt mà trợn lên vậy hoài hước hoài trợn hoài luôn thành ra rồi nó xấu xí dữ lắm luôn hồi xưa chết ta gọi là chết tốt tại vì chết nó như ngủ vậy đó còn bây giờ ta hỏi đi đâu đi đám ma tại vì chết giống con ma quá Hiểu không? Cho nên gọi đi đám ma chết không ai đẹp hết nó chết mà con cháu không dám đụng không dám không dám gần luôn mà. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử cũng giống như khuyên tất cả các đạo tràng khác, mình không phải là hoa hậu, Phật tử nữ ơi, nhưng mà chết cho nó có hậu, hiểu không? Không phải là hoa hậu nhưng mà chết cho nó có hậu, chết làm sao mà mình an nhiên tự tại nở một nụ cười mãn nguyện bên câu Nam mô A Di Đà Phật, Trúc hơi thở sau cùng, yên ái nhẹ nhàng lặng lặng rồi đi thấy không quý phật tử cho nên rồi ai cũng phải đi hết đó cuộc đời là một to tàu thôi hiểu không quý phật tử cuộc sống này là một to tàu cuộc đời chúng ta thân thể của chúng ta là một to tàu phải không càng về càng về cái vòng cuối của nó chừng nào càng về chiều chừng nào vòng cuối nó chừng nào nó chạy chậm chừng đấy cho nên quý phật tử thấy càng già chừng nào mình càng chậm không càng đi từ từ càng chậm chậm không như thầy thiện đạt gì đó hồi xưa còn khỏe nó bắt đầu á dẫn đòn đi ào 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 không sao hết bây giờ yếu rồi Thầy Thiên Đạt mà dẫn đoàn đi nhiều cái bắt đầu là nó nó đuối ngang. Tại vì sao vậy? Nó đã chắc bắt đầu to tàu nó chạy chậm lại rồi mà hễ nó chạy chậm tức là nó báo là vài năm nữa tôi ngừng lại luôn đó mà nó ngừng lại là mình bước xuống sân ga, hiểu không? Bước xuống sân ga là tử. Từ sân ga bước lên tàu là xanh, bước xuống sân ga là tử. Cho nên thầy nhìn trong đạo tràng chùa Long Thành này, quý Phật tử ơi, nguyên một đạo tràng của mình dẫn chiến tàu hoàng hôn nhiều quá. Phải không? Chiến tàu hoàng hôn nhiều quá là chiến tàu Mà trên đầu của mình phủ những sợi tóc màu mây trắng đó Già hết rồi ai mà từ 60 tuổi trở lên Tức là những chiến tàu hoàng hôn Hiểu không? 60 tuổi trở lên là chiến tàu hoàng hôn rồi Nó chạy từ từ nó chạy chậm chậm rồi Một ngày nào đó nó ngừng lại cái là kể như ngừng thở Hãy chiến tàu nó ngừng là mình ngừng tim Mình ngừng thở thôi Hiểu không quý Phật tử? Ngừng lại tất cả Cho nên Thầy mong rằng Quý Phật tử ơi Đừng có nói là cuộc đời này dài Quý Phật tử sống ngày nào Hãy cho nó trọn vẹn ngày nấy Hãy trân trọng và yêu thương một ngày sống của mình Hiểu không Hôm nay thí dụ ngày hôm nay mùng 2 Hãy yêu thương ngày sống này Trân trọng ngày sống này Đừng làm tổn thương cái ngày sống của chúng ta Chúng ta đang sống yêu thương Mà chúng ta giận người ta tức làm tổn thương mình rồi Tự nhiên làm lửa vô đốt à. Một ngày hôm nay con xây dựng cho con một lâu đài công đức, tự nhiên con sân hận con đốt cái lâu đài công đức con cháy xém hết, mí ngủn không. Vậy thì chúng ta không thương một ngày sống của chúng ta. Từ đây trở về sau quý Phật tử ơi, mình hãy yêu thương mỗi một ngày của mình. Cho nên đừng có nói rằng là tôi sống vậy là sống dai không có đâu quý Phật tử à thầy nói thiệt. Con quỷ vô thường không hẹn mà đến, chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy là nó bước gần tới đầu giường của mình một bước rồi đó quý Phật tử ơi. Rồi một ngày nào đó nó bước sát bên đầu giường Nó nói ông hai ơi bà hai ơi Giấy tạm trú tạm vắng của ông bà Ở cõi ta bà này hết hạn đứt bóng không Chỉ cần hết hạn là đứt bóng liền Hiểu không quý Phật tử là hết thở liền đó Cho nên mong rằng đạo tràng của chúng ta Phải biết trân trọng một ngày sống của mình Giống như ngày hôm nay ngày mùng 2 nè Từ sáng cho tới chiều Cố gắng đừng giận người ta Cố gắng đi tập đừng giận ai hết Để cái lâu đài công đức của mình Đừng bị đốt hiểu không quý phật tử ơi cố gắng đừng có tham một cái gì hết quý phật tử ơi để lâu đài công đức của mình không bị ướt một góc nào cả hiểu chưa hãy tham là bị ướt mà sân là bị lửa đốn vậy thôi trong đạo tràng của mình lên mâm cơm một chút xíu ăn cơm nè cái lòng tham coi chừng đó phải không nếu mà ăn cơm mà lòng của mình không tham là ngồi ăn cơm chung với bồ tát quan thế âm mà nếu mà ăn mà tham mà chê món này dở khen món kia ngon đó quý phật tử ơi là ngồi ăn cơm chung với bà thanh đề vậy hả thích ăn cơm chung với bồ tát quan âm hay thích ăn cơm chung với bà thanh đề hả một là ăn cơm chung với bồ tát quan âm tức là bạch y đại sĩ hai là ăn cơm chung với bạch cốt tinh hai cái đó thôi một là bạch y đại sĩ Hai là bạch cốt tinh Quý Phật tử thích ăn ngọn ăn cơm chung với ai Ngọn cơm chung với mẹ yêu thương của mình Tức là bạch y đại sĩ Hiểu không Đừng có ngồi ăn cơm chung với bạch cốt tinh Một bộ xương không có tim Không có gan phèo phổi Không có da không có thịt Không có máu me gì cả Tức là không có yêu thương ai cả Hiểu không Cái người nào mà sống mà không có yêu thương Mặc kệ nó Chuyện đó không phải chuyện của mình Tức là người đó là người của bạch cốt tinh thầy nói ví dụ như giờ đó, thầy chủ trì nói bây giờ đó, cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền trung thí dụ nha quý phật tử nào mà cùng đi với thầy đến đóng góp ít nhiều gì cũng được mọi người chen lấn vô người ít người nhiều người công người của người có tiền người có vật chất này kia gạo dầu ăn đường tiêu bột ngọt rồi thuốc men này kia đem góp để mà cứu trợ có hai ba ông hai ba bà đứng góc chùa vậy đó không thèm vô đó, phật tử đi ra nói sao người ta ghi tên ở trỏng mà sao cô chú còn đứng ở ngoài này xây qua trả lời một cách lạnh lùng chuyện đó không phải chuyện của tôi thầy nói thiệt như quý phật tử bạch cốt tinh người đó không có tim không có máu me vậy trơn cho còn có bộ xương không hề, à, hiểu không thì như vậy những người đó sẽ ăn cơm chung với bạch cốt tinh đó quý phật tử trong đạo tràng chùa long thành ai là bạch cốt tinh đâu giơ tay lên thầy coi coi Quý Phật tử ơi không dơ tay mà thầy ngồi trên đây thầy nhìn xuống thầy biết ai là bạch y cư sĩ ai là bạch cốt tinh nhìn là biết liền Tại vì tâm trung sức ngoại hình cái tâm của mình sao nó hiện ra cái mặt của mình vậy Nếu là bạch y cư sĩ thì cái miệng của mình nó giống như là cái miệng của Bồ Tát Quan Âm Cái mặt của mình nó giống như cái mặt Bồ Tát Quan Âm Còn nếu mà cái tâm của mình là bạch cốt tinh nhìn cái mặt hiện ra hai cái răng nanh ở, ở hai bên khóe miệng nó hiện ra liền đó quý Phật tử Tâm trung sức ngoại hình mà cho nên có nhiều người già xấu dữ lắm luôn Nhưng mà vẫn còn có nét quan âm Có nhiều người trẻ trung đẹp dữ lắm Nhưng mà nó vẫn còn thoang thoáng cái nét của bạch cốt tinh Hiểu không? Cho nên cái đẹp của cuộc đời Nó không có đánh giá được cái đẹp trong tâm hồn Hiểu không quý Phật tử? Cho nên nó thầy nói thiệt Ngồi ở trên cao mà nhìn xuống là mới thấy rõ đó, thầy quý Phật tử đừng có buồn nha Thầy không nói tên ra Không có nói phía nào Nhưng mà ngồi ở trên đây nhìn xuống Thầy thấy Bạch Cốt Tinh cũng khá khá đó Hiểu không? Ở trên đây nhìn xuống thấy cũng khá đó Chứ không phải chơi đâu Cho nên quý Phật tử thấy trong bộ phim Tây Du Ký đó Ngô Ma Dương nè, Thiết phiến công chúa với Hồng Hài Nhi Quý Phật tử tưởng đâu là mấy cái nhân vật đó đó Là nhân vật nó có thật Thật sự ra là nhân vật mà gọi là nhân vật Nhân cách quá của Ngô Thừa Ân thôi Ngô Ma Dương là gì? Con trâu có sừng Tức là tượng trưng cho sự si mê Phải không? Cái sừng nó cứng ở trên đầu tượng trưng cho sự si mê Thiết phiến công chúa là la sát nữ tượng trưng cho sự sân hận Thằng si nó kết hôn với con sân Nó đẻ ra thằng tham Tức là Hồng Hải Nhi là tham vọng điên cuồng Có chút chiếu mà nó tự xưng là đại dương Thấy không Cho nên đó chính là tham sân si Chứ không phải rằng là một cái nhân vật nào cả Nhưng mà trong tay du ký Ngài Ngô Thừa Ân muốn đưa cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó Cho nên nó Trong tay du ký cái chuyện mà Bồ Tát quan Thế Âm cũng mặc áo trắng Mà con Bạch Cúc Tinh cũng mặc áo trắng Mặc áo trắng có nghĩa là áo lam của mình đó quý Phật tử à? Hiểu không? Cho nên mặc áo lam có thể rằng là chiếc áo của mẹ quan Âm Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa trang, màu sâu lắng, nguồn tâm, màu từ bi, màu áo quan thế âm, màu dương liễu, màu thậm thâm, tịnh thủy. Có khi mặc áo vô là áo trắng của quan âm, nhưng mà có khi mặc áo lam vô mà là áo trắng của bạch cốt tinh mới thấy ghê chứ hiểu không cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình nếu ai mà lỡ mặc áo trắng của bạch cốt tinh rồi thì phải làm sao đi tìm cho bằng được trái tim của mình đã đánh rơi trong cái nẻo đường đi về phật tất cả chúng ta trong ba nẻo sáu đường chúng ta trở thành con người thầy nói thiệt với quý phật tử mình đã đánh rơi trái tim của bồ tát rồi hiểu chưa cho nên bây giờ cái nhiệm vụ của một vị con phật Tức là quý Phật tử phải làm sao Đi tìm cho bằng được Càng hết trái tim mà mình đã từng đánh rơi Trên cái lộ trình về Phật Trong lục độ Ba La Mật Đạo tràng mình chắc biết mà bố thí Trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục Thiền định và trí tuệ, phải không Trong lục độ Ba La Mật đó Thì nhẫn nhục Ba La Mật là trái tim Của Bồ Tát, đi tìm trái tim Của Bồ Tát đi, bởi vì tất cả Chúng ta bố thí có nè Mình có nhiều người bố thí ít nhiều thôi Vẫn bố thí được nè, phải không vẫn trì giới được Giữ giới này giữ giới kia được Vẫn tinh tấn được Có thể thiền định được Vẫn có trí huệ được Nhưng mà Thầy xin thưa với quý Phật tử Cái nhẫn quý Phật tử chưa bao giờ làm được Cái nhẫn quý Phật tử chưa bao giờ làm được nghe Người ta chửi mình nhịn Mình nhịn ở đây có nghĩa là tại vì sao Bữa nay tu tu nhịn hơn cho bà bữa nay bà chửi tôi nhầm ngày mùng 2 tháng 11 Bà chửi tôi bữa mùng 3 là răng môi bà lẫn lộn rồi Ví dụ vậy Thì quý Phật tử ơi như vậy là không phải nhẫn hiểu không cái nhẫn thứ hai nữa đó quý phật tử ơi nội một cái mình ngồi đây nè mình nghe pháp nè mà cái cái nhức lưng cái nhức chân cái tê chân của mình mà mình nhẫn không được thì làm sao mình nhẫn ở bên kia cửa tử được quý phật tử thầy nói thiệt bây giờ mình còn sống mình không tập cái nhẫn này sau khi mình chết rồi mình đối đầu với cái thế giới vô hình nhẫn không nổi đâu quý phật tử cho nên nhận chính là trái tim của Bồ Tát Cho nên Thầy bảo quý Phật tử Đi tìm cho bằng được trái tim của Bồ Tát đi Nếu không quý Phật tử ơi Sau này mình có chết đi rồi Mình bước xuống sân ga Mình gọi là tử đó Quý Phật tử đối đầu với với thế giới vô hình Chúng ta hoang mang bên kia cửa tử Quý Phật tử ơi mình nhẫn không nổi Tại vì bên thế giới Ở thế giới của mình nè Thí dụ như lửa là lửa Nước là nước Hai cái không gặp nhau Ở chỗ nào nước nhiều là lửa tắt Hễ mà lửa nhiều nước nó sôi Thí dụ vậy Nhưng mà trong cái thế giới vô hình Lửa và nước nó cùng thời một lúc Cho nên khi mà linh hồn của mình chạy rồi đó Lửa nó bay từng bận mới đến với mình Mà lửa mưa trên trời xuống Sấm sét ầm ầm mưa đổ ầm mà Mà lửa nó vẫn cháy theo mình Quý Phật tử ơi Nó ghê gớm nó tồn tại song song như vậy Nó ngược mình nó, Mình chạy hoài không có chỗ nương tựa mình chạy chạy hoài chạy đuối sức thì thôi rồi gặp một cái loại quỷ trong kinh địa tạng đó Nhiều đầu nhiều mắt găng nanh chỉa ra ngoài miệng Bén nhọn giường gươm Quý Phật tử ơi Ở trong thế giới của mình mình gặp một thằng thôi Một thằng ngăn cướp kề dao ngay cổ Mình đã đuối một muốn xỉu rồi Mà trong cái thế giới vô hình đó Con quỷ đó có nhiều đầu nhiều mắt nhiều tay nhiều chân nữa Thì quý Phật tử chịu nổi không Không phải là con quỷ đó nó thế giới đó đâu Mà trong tâm của mình nó chiêu cảm ra đó quý Phật tử Người nào mà hay liếc hay thấy người ta hay lườm ngó lỗ người ta chiêu cảm ra xuống địa ngục bị con chim ưng bằng sắt móc mắt người tội. Người nào mà nói chuyện có nói không chuyện không nói có đi nói lỗ của người ta nhiều quá xuống dưới bị trâu cày trên đó tự mình chiêu cảm ra. Hiểu không Phật tử? Người nào mà hay đánh đập chúng sanh mần heo mần bò mần chó này kia hay, hay đánh đập chúng sinh xuống dưới bị chó xó, chó con chó bằng sắt cắn người tội. Có chó lửa nó phun vào người tội quý Phật tử thấy không chiêu cảm ra thôi. Còn một con quỷ nhiều đầu nhiều tay nè thầy nói quý Phật tử nghe nè. Mình ăn thịt heo không? Có. Mình ăn thịt heo thì phân nửa linh hồn của nó nó ở lại đây nó báo quán mình, Phân nửa linh hồn nó nằm ở bên kia nó chờ mình. Có ăn thịt bò không? Có. Có nhiều người ăn cá nè, ăn nhiều loại cá, ăn gà, ăn vịt, ăn chim, ăn cò đủ thứ hết, có nhiều người ăn chó, ăn trâu luôn nữa, thí dụ vậy ăn rắn, ăn lương, đủ thứ loại con thì phân nửa này nó nằm bên đây phân nửa kia nó ở nằm bên thế giới vô hình rồi tất cả những cái cái thế giới cái linh hồn mà nó giận mình đó nó hội tụ lại một chỗ nó nói anh anh sao chết vậy ờ, bà ba ở trong chùa long trong thành giết tôi thí dụ vậy đó còn mày sao chết bà ba giết mày sao chết bà ba giết tất cả những đứa đó đều do một mình bà ba giết thì những đứa đó tự nhiên rồi nó kết quán lại với nhau nó thành một thân thể chúng sinh nhiều đầu nhiều mắt nhiều tay nhiều chân trong cái thân thể đó đầu heo có, đầu châu có, đầu bò có, đầu dê có, đầu gà, đầu vịt, đầu cá có luôn Một chúng sinh mà nhiều đầu, nhiều tai, nhiều chân có cánh nữa mà nó ngược mình Tức là quan hồn do mình tạo, hiểu không quý Phật tử? Do tâm mình chiêu cảm ra đó Chứ không phải là kinh địa tạng nói con con quỷ đó là con quỷ đó nó có thật ở trong thế giới vô hình Không phải thế giới đó có con quỷ vô hình đó do tâm của mình nó tạo ra con vật đó thôi Do cái tâm nhân ác của mình Nó tạo ra cái quả ác như vậy Hiểu không quý Phật tử Cho nên nó mình cố gắng cái Hiện tại bây giờ mình còn sống Mình bớt đi cái tâm ác của mình Dẹp đi tâm ác của mình Rồi mình có thể nói là quá giải đi tâm ác của mình Để tất cả những cái quả ác sau này Bên kia cửa tử ngày mà mình ra đi Không còn nữa cho nên nó thầy nói thiệt với quý Phật tử chưa có chết mà cái tâm ác nó chiêu cảm ra cảnh giới ác rồi. Nằm mới tự nhiên nó trời trời nó đứng đầy cửa kìa đủ nó đi đi nó đứng đầy cửa kìa nó chờ tao ra nặng nó lôi tao đi nó đứng đầy cửa kìa quý Phật tử ơi mình chưa chết mà cái tâm ác của mình nó chiêu cảm ra cảnh giới ác rồi thấy không ghê lắm đó quý Phật tử à đó thành ra thầy nói cho quý Phật tử nghe đó cái cô Phật tử đó cổ tu giống như quý Phật tử vậy nè nhưng mà sau đó bị bệnh đi bị ung thư gan Thì bác sĩ nói bây giờ là bác sĩ chạy rồi Chị về á, chị thèm gì thì chị cứ ăn cái đó Giờ chạy rồi Sống ngày nào hay ngày nấy Thì chị về chị cũng bình thản lắm Tại vì Phật tử tu đậu tràng mà Về cũng kêu chồng là sắm một cái hình Phật ở Di Đà Để nghe trước mặt chị cho chị nhìn mỗi buổi sáng Kêu con đi mua cái máy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật cho chị nghe Quý Phật tử ơi nằm nghe 3 tháng gì không sao hết Tháng bữa nào cũng vậy thức dậy chấp tai niệm hết nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử còn ba ngày nữa chỉ chết đó. Cái tự nhiên cái đêm đó chị ngủ xong chị thức dậy Chị la lên sợ hãi luôn Chị nói trời ơi đứa nào mà đem hình quỷ trước mặt tao vậy Trời ơi ma nó nó hú quỷ nó gên ngay lỗ tai tao kìa Quý Phật tử ơi cái lúc mà còn ba ngày nữa chết Quý Phật tử ơi cái tâm không có Cái tâm không có đủ lực Cái Phật tâm biến mất mà cái ma tâm nó nổi dậy Cho nên thấy hình Phật là thấy ma Nghe câu ai di đà mà nghe tiếng ma rên quỷ hú, thấy ghê không? Phật tử đó chứ đừng có nói chi là mình nói cái người đời. Thành ra cái đó người ta gọi là cận tử nghiệp, nó nguy hiểm lắm quý Phật tử. Mình cứ ỷ y hoài cái ngày mà mình còn sống, mình không có bao giờ để mình tập tành cho mình nhẫn mình vượt qua, bởi vì nhẫn nhục Ba La Mật chính là trái tim của mình, là trái tim của Phật đó. Cho nên cố gắng tập nhẫn là gì? Không phải là là chịu thua người ta. Mình nhẫn là mình vượt qua giới hạn của chính mình một chút Mới gọi là nhẫn hiểu không quý Phật tử Nhẫn là vượt qua giới hạn của mình Thí dụ như bây giờ Mình giảng mình nghe mình buồn ngủ Giật mình thức dậy Không có ngủ nữa Lại mẹ quan thế âm Bữa nay con ngủ Tức là con đã trả cái nghiệp si mê của con được một chút rồi đó Rồi tỉnh Có nghĩa là mỗi lần mình làm Mình phải thức tỉnh mình Mình phải nói Mình răng dại mình một chút nha quý Phật tử Đừng có để cho nó tê Mỗi lần tê cái bắt đầu mình cảm giác như là khó chịu quá Đừng có suy nghĩ rằng là bữa nay sao thầy nói nhiều quá. Phải không? Đáng lẽ ra là ngưng 15 phút rồi mà bây giờ nói chi lố tới 15 phút luôn, phải không? Nói nhiều đủ rồi, nói hoài, nói dai, nói dài, nói dở nữa. Phải không? Là tự nhiên trong tâm của mình suy nghĩ như vậy cái bắt đầu mình ngồi mình 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 hết có tập trung lại được. Sở dĩ hôm nay thầy muốn nói cho nhiều để quý Phật tử tập nhẫn, tức là chịu đựng, chịu đựng một chút để vượt lên chính mình một chút. Ở trong tay du ký Ngài Ngô Ngô Thừa Ân dạy cho ông Trần Quyền Trang Cũng giống như dạy cho mình Trần Quyền Trang trên đường đi thỉnh kinh là vô tự chân kinh Còn bản thân quý Phật tử là lên đường thỉnh vô ngã chân kinh Hiểu không quý Phật tử Trần Quyền Trang dẫn theo tề thiên tôn ngộ không Mình vô trong đây cũng vậy Tôn ngộ không là tượng trưng cho lý trí tuyệt vời của mình Trừ bắt giới là gì? Tình cảm đời thường Sa tăng là gì? Là khả năng chịu đựng Tiểu Bạch Long là gì? Dược lên chính mình cho nên mình vào trong đạo tràng này mình tu mình cũng phải có một chút lý trí của mình vượt lên với mình lý trí là gì tôn ngộ tứ không lý trí tuyệt vời nó tôn ngộ không tức là không thấy lỗi người không nghe lỗi người không nói lỗi người không chất chứa lỗi người tức là tôn ngộ không của mình đó nhưng mà bên cạnh đó vẫn có một chút tình cảm đời thường để trở thành trư ngộ năng hiểu không quý phật tử cái tình cảm của mình mới có sự tinh tấn tình cảm của mình mới có sự là đi tới tình cảm của mình mới có sự yêu thương thấy không còn có một chút chịu đựng của xa ngộ tịnh nữa chịu đựng mà là tịnh chứ không phải chịu đựng mà là bực có nhiều người ngồi mà nó bực làm nhiều nó bực công quả nhiều nó bực rồi cỡ công quả nhiều cái kể lễ người này kể lễ người kia thì không phải là xa ngộ tịnh nha xa ngộ tịnh là chịu đựng gồng gánh trên vai suốt một quãng đường nhưng mà vẫn cười và không bao giờ than thở thì đó là khả năng chịu đựng con tiểu bạch long là tượng trưng cho vượt lên chính mình thấy không ở đây thầy muốn dạy muốn nói thêm cho quý phật tử nghe để tâm của mình có một khả năng chịu đựng để dược lên chính mình một chút bữa nay quý phật tử ơi mình đi trong đạo tràng chùa long thành quý phật tử có dẫn theo con tiểu bạch long không dẫn theo tiểu bạch long là dược lên chính mình còn không dẫn theo là kể như không dược lên chính mình rồi có dẫn theo tiểu bạch long không mô phật một tiếng một tiếng đã qua con quên dẫn nó theo 15 phút này con mới lôi nó vô trong đây ngồi Dưỡng là dưỡng lên chính mình Quý Phật tử bên ai đến đạo tràng nghe Pháp Đem theo cây thiết bản hay đem theo cây cào cỏ Nín thinh là biết đem cào cỏ không rồi Đem theo cây thiết bản hay cào cỏ Thiết bản là gì? Thẳng, không ngóc nguéo Không công quẹo gì ai hết Thẳng, chuyện thiệt là lớn như là chống trời gì đó biến cho nó nhỏ lại đi dắt lỗ tai có nghĩa là cây thiết bản đạo tràng của mình chuyện lớn thiệt là lớn biến cho nó nhỏ thiệt là nhỏ đừng có làm cho nó phức tạp hiểu không còn cái cầu cỏ nghĩa là gì cứ gom vô không à dơ dét gom vô dơ dét cái cầu cỏ của trư bắc giới gom vô không à không thầy cho thầy cho cái bánh bao xin thêm cái nữa cho bọc kiểm xin thêm bọc nữa là đem theo cây cầu cỏ không đó hiểu không tiêu rồi quý Phật tử Cho nên đừng có đem theo cái cầu có nữa hiểu không Cho nên như vậy thì tâm của chúng ta bình an Thì dạng sự xung quanh mình sẽ bình an Con đường đi về Phật của mình sẽ được bình an đó quý Phật tử Muốn như vậy thì con mắt của mình phải có Phật Ánh nhìn của mình phải có một chút yêu thương Lỗ tai của mình cũng phải có cái nghe của Phật Âm thanh mà mình nghe là âm thanh của Phật Âm thanh của Phật là gì? Không thích người ta khen cũng đừng buồn khi người ta phê bình mình hiểu không quý phật tử cái miệng của mình cũng phải có phật ăn cũng phải có phật nói cũng phải có phật ăn có phật là gì là trong buổi cơm của mình không có máu và nước mắt của chúng sinh nói có phật là gì lời nói của mình không làm cho chúng sinh phải khóc đó là lời nói của phật hiểu chưa đôi chân của mình cũng phải có phật bước chân trái tới bạch đức thế tôn con đang đến bước chân phải tới bạch đức thế tôn con đã về bạch đức thế tôn con đang đến bạch đức thế tôn con đã về đôi chân của mình đặt vào dấu chân của phật thì như vậy tâm hồn của mình bình yên dạng sự xung quanh của chúng ta được bình yên Cuối lời thầy xin cầu chúc cho đại đức trụ trì luôn luôn lúc nào cũng là một vị thiền trưởng lèo lái con thiền của mái ấm tình thương long thành này đến bến bờ bình yên và giải thoát và thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của mái ấm tình thương long thành của chúng ta nam nữ phật tử những chiếc áo tràng lam tuyệt vời này những chiếc áo tràng lam của bồ tát quan thế âm đôi mắt luôn biết cười nụ cười luôn biết nói lời nói luôn biết thương tình thương luôn biết đạo và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau thân ái kính chào toàn thể đạo tràng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng giảng sư vì lòng từ mẫn đối với hàng phật tử tại gia mà hòa thượng đã quan lâm về tịnh nghiệp đạo tràng chùa long thành làm tướng quân chánh pháp rưới giọt cam lồ trợ lực cho phật tử đánh dẹp vô minh ngăn dừng ác nghiệp vì sứ mạng thiên liên tác như lai sứ hành như lai sự mà hòa thượng đã không quản ngại đường xá xa xôi phật sự đa đoan để trở về nơi đây để đánh thức tâm hoang vu cho những đứa con cùng tử trong ngôi nhà lửa tham sân si ngưỡng bạch trên hòa thượng giảng sư mong đáp lại phần nào trong muôn ngàn ân đức ấy chúng con nguyện nỗ lực nhiều hơn nữa để không luống công đến chơi non báo mà về tay không trở lại tư gia chúng con sẽ mang châu báu này thực tập vào đời sống thực tại suốt đời thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để gọt sạch những phiền não còn ẩn trú nơi nội tâm của chính mình và sẽ hướng dẫn cho cư gia đồng tu tập trước khi cung tiễn hòa thượng trở về trú xứ thay lời cho ban tổ chức cho pháp hội đạo tràng chúng con kính nguyện cầu hồng ân chư phật gia hộ cho hòa thượng được pháp thể khinh an phật quả chóng phiên thành luôn là đuốc tuệ quy hoàng khai thị chúng sanh thể nhập vào lý nghĩa nhiệm màu vi diệu của chánh pháp nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát nguyện đem công đức hồ ô ô, miệng nói lời sẽ